lý công nghiệp. Thì cô giới thiệu nhanh về bài 26, 27 và 28. Còn nếu có thời gian thì cô sẽ giải thêm đề chúng ta đã photo ở nhà trường hay là trong 10 đề của tham khảo về thi tốt nghiệp nha. Rồi, chúng ta cũng còn nhiều thời gian mà. Qua 31 tháng 5 thì nhà trường sẽ học lại. Thì có gì chúng ta sẽ giải tiếp, nên các em cứ ôn tập các bài cho nó đầy đủ. Bây giờ cô giới thiệu về bài 26. Thì bài này là về cơ cấu ngành công nghiệp. Thế cơ cấu ngành công nghiệp là có bao nhiêu, được phân chia như thế nào? Thì các em quan sát sau đây. Thứ nhất là cơ cấu công nghiệp theo ngành. Thứ hai là cơ cấu công nghiệp theo thành phần. Và thứ ba là cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ. Như vậy mình ôn lại kiến thức về ba cái phần chính của cơ cấu ngành công nghiệp. Bây giờ cô nhắc lại về cơ cấu ngành công nghiệp thì nước ta chia thành ba nhóm lớn. Các em thấy ở đây có ba nhóm. Thì các em có thể tham khảo Atlas. Trong Atlas cũng có tên của ba nhóm ở hai hình tròn mà phía dưới trang 21, chia thành nhóm ngành công nghiệp chế biến, nhóm ngành công nghiệp khai thác và nhóm ngành công nghiệp sản xuất phân phối điện khí đốt và nước. Có ba nhóm ngành và chia theo tổng số là 29 ngành. 29 ngành thì chúng ta thấy rằng là nhóm ngành công nghiệp chế biến hiện nay là chiếm cái số ngành nhiều nhất là 23 ngành. Còn nhóm ngành ít nhất là 2 ngành, đó là nhóm ngành công nghiệp sản xuất phân phối điện khí đốt nước. Như vậy dựa vào cái Atlas thì các em nhớ nhanh là 2 ngành, 2-3 ngành là ít nhất và nhiều còn lại là 4 ngành. Như vậy tổng là 29 ngành, chưa? Rồi, chúng ta học tiếp. Thế thì trong cơ cấu ngành công nghiệp nước ta nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm. Vậy thì ngành công nghiệp trọng điểm là gồm những ngành nào? Thì các em có thể là quan sát ở trang 22 Atlas. Trang 22 Atlas thì chúng ta giới thiệu ngành công nghiệp, có thể thấy đầu tiên là ngành công nghiệp năng lượng. Ngành công nghiệp năng lượng thì gồm những ngành nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài 27 cụ thể hơn. Ngành trọng điểm nữa ở trong trang 22 đó là công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Như vậy đây là nhóm ngành mà sử dụng nguyên liệu từ nông nghiệp, thủy sản của nước ta. Ngoài ra thì các em làm quen thêm một số ngành công nghiệp trọng điểm khác. Ví dụ như các em thấy ngành dệt may. Dệt may thì các em thấy rằng nó nằm ở trang 22. Nó được xếp vào nhóm hàng công nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng đấy. Hàng tiêu dùng. Trong sản xuất hàng tiêu dùng thì dệt may là cái ngành quan trọng nhất và đóng góp nhiều tiền nhất. Thì các em nhìn Atlas thấy được cái số liệu. Ngoài ra thì hiện nay Việt Nam mình có những ngành trọng điểm khác như là cơ khí điện tử, rồi là hóa chất, hay là phân bón, sản xuất vật liệu xây dựng. Đó là những ngành mà nó không nằm ở trang 22 thì các em có thể là tham khảo thêm. Khi làm bài chúng ta cần biết thêm thông tin để chúng ta làm bài. Thì bây giờ mình phải nắm được công nghiệp trọng điểm là công nghiệp có đặc điểm gì. Đây là một ví dụ chứng minh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm được coi là công nghiệp trọng điểm. Thì các em trả lời cho được 3 nội dung hoặc là trả lời trắc nghiệm ấy. Thì nhớ ngành này phải có thế mạnh lâu dài. Những cái ngành trọng điểm là những ngành có thế mạnh lâu dài. Thì thế mạnh lâu dài thì mình hiểu là từ đâu? Ví dụ như là từ nguyên liệu dồi dào, hay là từ thị trường tiêu thụ, từ dân số đông, rồi cơ sở vật chất phát triển vân vân, thì đó gọi là thế mạnh lâu dài. Và cái ngành đó phải mang lại hiệu quả kinh tế cao, thực ra là kinh tế xã hội nữa, nếu đầy đủ nhất là kinh tế xã hội, bởi vì là vừa thúc đẩy tăng trưởng vừa giải quyết việc làm thì người ta gọi là hiệu quả về kinh tế xã hội vân vân. Và thứ ba là ngành đó phải tác động đến ngành khác. Ví dụ như là ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm thì tác động đến sự phát triển của ngành nông nghiệp, ngành thủy sản. Như vậy chúng ta thấy rằng là hoặc là giao thông vận tải. Như vậy có ba cái trọng tâm chúng ta cần nắm được trong cái
cô đã nhấn mạnh theo cái tông chữ màu đỏ. Như vậy công nghiệp trọng điểm là phải nêu được ba đặc điểm: một là có thế mạnh lâu dài, hai là phải có hiệu quả kinh tế xã hội cao, và ba là tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác. Khi làm trắc nghiệm thì các em nhớ đây là ba đặc điểm đúng, còn lại thì đặc điểm không phải thì chúng ta lừa vào thôi khi làm bài. Tiếp theo chúng ta sẽ trả lời tìm hiểu tiếp. Vậy thì hiện nay là chúng ta nhìn vào Atlas trang 21 này, các em sẽ thấy hai hình tròn. Đây là số liệu cô lấy từ sách giáo khoa. Sách giáo khoa thì có hai hình tròn đây cũng tương tự thôi. Như vậy nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là nó có ba nhóm ngành. Bây giờ mình sẽ chú ý về cái sự thay đổi chuyển dịch như thế nào. Thì các em nhìn vào thấy công nhóm ngành công nghiệp chế biến là tăng tỷ trọng, chỉ có nhóm ngành công nghiệp chế biến tăng tỷ trọng thôi, còn lại nhóm ngành công nghiệp khai thác và nhóm ngành sản xuất điện phân phối khí đốt nước thì đang giảm tỷ trọng. Vậy các em thấy được chỉ có một nhóm tăng thôi, đó là nhóm ngành công nghiệp chế biến. Và nhóm này thì các em nhớ luôn là anh ta hiện nay cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hệ thống các ngành công nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Hiện nay nó chiếm theo số liệu khoảng là trên 80% rồi đúng không? Và riêng công nghiệp chế biến cũng có 23 ngành nữa, mà chiếm cái số ngành cũng nhiều nhất, tỷ trọng cao nhất và có xu hướng tăng. Như vậy khi làm bài là chúng ta chốt được cái công nghiệp chế biến hiện nay là có những cái đặc điểm như vậy. Thế thì vì sao hiện nay lại tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến? Thì chúng ta giải thích ở đây là chúng ta lưu ý rằng công nghiệp chế biến thì thường mang là cái hiệu quả cao hơn, hiệu quả nó cao hơn, bởi vì chế biến xong thì cái giá trị nó sẽ tăng lên. Thứ hai là chúng ta phải đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường, của xuất khẩu, đó là một trong những cái nguyên nhân hoặc là mục đích. Và chúng ta có thể giải thích rằng hai yếu tố, thứ nhất là cái việc chuyển dịch như trên, việc chuyển dịch như trên là phù hợp với xu hướng chuyển dịch của nước ta. Thứ hai là thích nghi với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập vào thị trường thế giới. Đặc điểm thứ hai đó là cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ. Thì các em quan sát ở trang 21 thì các em thấy được cái nhận xét về lãnh thổ là tập trung theo không gian. Thì các em nhìn vào đây, phía Bắc là rất là nhiều trung tâm công nghiệp nằm sát với nhau, phía Nam là có các trung tâm lớn ở Đông Nam Bộ vân vân, thì mình sẽ nêu rõ tên của nó như thế nào. Bây giờ chúng ta nhớ rằng là hoạt động công nghiệp của nước ta thì tập trung là phân bổ không đều, nhớ là không phân bổ không đều, chỉ tập trung ở một số vùng quan trọng. Ví dụ chúng ta nhìn trên bản đồ, đây là đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận, đây là nơi có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất của nước ta. Tôi nhắc lại là mức độ tập trung công nghiệp cao nhất, bởi vì có nhiều trung tâm, và với mặt đồ rất là dày đặc. Nó vừa liên kết với cả cái vùng xung quanh, ví dụ như nó liên kết Quảng Ninh này, cái gì Quảng Ninh ở bên này, nó liên kết sang, hoặc là nó liên kết là Thanh Hóa ở miền Trung mình đi lên đấy, hoặc nó liên kết ở vùng phía Tây như là Hòa Bình, Thủy Điện Hòa Bình, Sơn La đi xuống. Như vậy là người ta có câu là đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận, là mình hiểu cái từ phụ cận là những cái vùng xung quanh lân cận và có ảnh hưởng tác động tới đồng bằng sông Hồng và cùng kéo theo sự phát triển cho cả các vùng xung quanh luôn. Vậy chúng ta sẽ chứng minh rằng là đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có những cái hướng liên kết như thế nào, thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Vùng thứ hai là vùng chỉ có ít trung tâm thôi nhưng lại các vòng tròn rất là lớn, thì chúng ta hiểu đây là quy mô, là giá trị. Giá trị. Như vậy giá trị càng lớn thì vòng tròn càng to. Chỉ có 4 trung tâm nằm sát nhau thôi nhưng mà Đông Nam Bộ lại là vùng hiện nay dẫn đầu về giá trị sản xuất công nghiệp, chiếm tỷ trọng cao nhất. Nếu mà xét về phần trăm thì gọi là tỷ trọng cao nhất về giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Riêng cái vùng này mà chiếm khoảng là hơn 50% rồi, 55,6%, chính xác là 55,6% là năm 2005 đấy, sách giáo khoa đã cung cấp số liệu của em rồi ha. Như vậy là riêng vùng này là chiếm hơn một nửa của nước ta, thì hiện nay gọi là vị trí dẫn đầu của nước ta về ngành công nghiệp, về giá trị sản xuất công nghiệp. Còn khi ra đề thì các em quan sát những cái ký hiệu trong Atlas,
À, thì các em thấy cái vòng tròn to nhỏ là thể hiện quy mô, thì nó không nằm ở cái trang này, không nằm ở trang 21 này. Thì khi trả lời câu hỏi thì các em phải quan sát thêm ở trang số 3 nha, trang số 3. Trang số 3 là cho biết thành phố Hồ Chí Minh là có giá trị là trên bao nhiêu, rồi Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Vũng Tàu. Đây là ba trung tâm là có cái hình tròn bằng nhau, là có giá trị là tương tự nhau. Nhưng chúng ta chú ý khi làm bài để kết hợp trang số 3. Vùng thứ ba đó là duyên hải miền Trung. Các em nhìn trên bản đồ. Duyên hải miền Trung thì chúng ta tính từ Vinh. Bởi vì Thanh Hóa liên kết ra ngoài Bắc rồi cho nên chúng ta tính từ Vinh nhé. Vinh này, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết. Đây là những vùng duyên hải miền Trung có các trung tâm công nghiệp nó nằm ở ven biển. À, đây là những cái vùng tương đối phát triển nằm ở ven biển thôi. Còn phía tây của nó là hầu như là chưa phát triển, các em nhìn trên bản đồ. Nó nằm ở vùng phía đông, bên tay phải là phía đông, ven biển. Như vậy miền Trung mình là có mức độ tập trung công nghiệp là đứng thứ ba thôi của nước ta thôi nhé. Mức độ và tập trung ở ven biển. Bây giờ chúng ta nêu rõ ở Hà Nội và các vùng lân cận thì nó có những hướng duyên văn hóa như thế nào. Thì các em hiểu rằng là đây là vùng cô đang giới thiệu, đây là đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận nhé. Thì các em lấy Hà Nội làm chuẩn. À, Hà Nội là trung tâm của vùng này, là trung tâm công nghiệp lớn nhất ở đây. Thì từ Hà Nội nó sẽ liên kết tới các hướng như sau. À, như vậy chúng ta quan sát trên Atlas trang 21 này. Sang tay phải là phía đông nhé. Các em nhìn sang phía đông, sang tay phải. Thì Hà Nội sẽ liên kết với Hải Phòng, liên kết với Hạ Long, Cẩm Phả. Đây là những cái tỉnh, ví dụ Cẩm Phả, Hạ Long là những trung tâm của Quảng Ninh, đúng không? Chúng ta biết đây của Quảng Ninh rồi. Như vậy nó sẽ liên kết với Quảng Ninh. Hà Nội đi theo đường số 5, đi ra Hải Phòng, rồi liên kết Hạ Long, Cẩm Phả. Như vậy đây là hướng liên kết ở phía đông. Hướng liên kết ở nghiêng như thế này là vùng Đông Bắc. À, các em hiểu đây là Đông Bắc. À, Đông Bắc thì Hà Nội liên kết với Bắc Giang. Em biết Bắc Giang là nổi tiếng nhất cái gì không? Đó chính là phân bón Bắc Giang đấy. À, phân bón. Ngoài ra nó nổi tiếng một cái loại vật liệu xây dựng rất là mình nghe thương hiệu lớn, đó là đáp cầu. Như vậy đáp cầu Bắc Giang ở đây có hai cái cụm từ kèm nghe, thì đáp cầu là kính, là vật liệu xây dựng, còn Bắc Giang có phân bón hóa học. À, như vậy là từ Hà Nội sẽ liên kết với đáp cầu Bắc Giang là nghiêng theo hướng Đông Bắc nha các em, nhìn tay phải đi là nghiêng theo Đông Bắc. À, đi chính diện lên phía Bắc, như vậy từ Hà Nội là từ Đông Anh lên Thái Nguyên. Từ Đông Anh là một cái địa danh ở thủ của Hà Nội đấy, nó liên kết với Thái Nguyên. Thì các em biết Thái Nguyên từ xưa đến nay, từ những năm 60 đã nổi tiếng với luyện gang thép đúng không? À, luyện kim đúng không? Đấy. Như vậy mình sẽ liên kết, Hà Nội sẽ liên kết với Thái Nguyên. À, như vậy là về ngành luyện kim, cơ khí vân vân. Sang nghiêng về hướng Tây Bắc. À, đây là hướng Tây Bắc thì chúng ta thấy rằng là Hà Nội nó sẽ liên kết với tỉnh Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ thì chúng ta biết đây là một tỉnh thuộc về Trung du miền Bắc Bộ. À, có thành phố Việt Trì là một trong những thành phố hóa chất nổi tiếng của Việt Nam. Đấy. À, như vậy ở đây sẽ liên kết với sản xuất giấy, rồi hóa chất vân vân. Nó sẽ liên kết lên Việt Trì, Lâm Thao, Phú Thọ là cái địa danh mà nghe các em nghe quen quen đấy, là ở hướng này đây. Là giấy, sản xuất giấy rất là nổi tiếng ở Bãi Bằng từ xưa đến nay. Hướng còn lại là hướng phía tây nghiêng theo đường số 6 đi lên thì Hà Nội sẽ liên kết với Hòa Bình và Sơn La. Thì chúng ta nhớ đây là thế mạnh nổi bật của hai anh này chính là thủy điện. À, thế nay Sơn La là nhà máy dẫn đầu thủy điện, Hòa Bình đứng thứ hai. Như vậy là sẽ liên kết về thủy điện đối với Hòa Bình Sơn La. Xuống phía nam thì chúng ta thấy từ Hà Nội đi xuống phía nam đi tiến vào miền Trung mình thì họ sẽ liên kết với Hà Nội thì với Nam Định thì đây là thuộc đồng bằng sông Hồng rồi, Ninh Bình đồng bằng sông Hồng liên kết với Thanh Hóa. Thanh Hóa thì ở Bắc Trung Bộ thì nó sẽ liên kết lên. Thì các em biết Nam Định là ngành dệt may nổi tiếng nhất, từ xưa đến nay là ngành truyền thống của Nam Định thì chuyên về dệt may. Ninh Bình thì mạnh về có nhà máy nhiệt điện, nhiệt điện ở Ninh Bình. Còn Thanh Hóa thì chúng ta biết nổi tiếng nhất là xi măng. Các xi măng thì nói chung là vật liệu xây dựng đấy, nổi tiếng nhất cả nước mình là xi măng. Đấy. Như vậy là từ Hà Nội thì sẽ có 6 hướng liên kết, 6 hướng liên kết Đông, rồi Tây, nghiêng như thế này là Đông Bắc, Tây Bắc, đi chính gì là Bắc và xuống dưới là Nam.
Như vậy các em nhớ là từ Hà Nội tỏa đi sáu hướng, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ chốt thông qua cái bảng này. Thì chúng ta vừa rồi cũng nói rồi, có sáu hướng tất cả, thì mỗi hướng sẽ có những cái ngành liên kết với nhau, liên kết với nhau. Thì cô đã giới thiệu xong, thì bây giờ chúng ta chỉ cần chốt là cái bảng này. Các em cố gắng là học bài thì mình liên kết giữa Atlas với lại có ký hiệu trong cái trung tâm đó, thì mình sẽ nhớ bài nhanh hơn nhá. Nhớ bài nhanh hơn. Còn đây là chúng ta đang giới thiệu ở Đông Nam Bộ đúng không? Đông Nam Bộ thì nổi tiếng nhất, có bốn trung tâm to to nhất là Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi trung tâm Vũng Tàu, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, đây là bốn trung tâm nổi lên hàng đầu ở Đông Nam Bộ. Nhưng mà chúng ta rất là dễ khi làm bài là kể tên được các trung tâm, thì các em nhìn theo tông chữ màu đen ấy, các em sẽ kể được trung tâm công nghiệp. Bây giờ về phân hóa trong cả nước mình thì hiện nay thì Đông Nam Bộ luôn luôn dẫn đầu. Các em thấy là nó có qua các năm thì nó vẫn luôn dẫn đầu, luôn dẫn đầu về giá trị sản xuất công nghiệp. Đứng thứ hai hiện nay là đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng là tăng rất là nhanh trong những năm gần đây. Các em nhìn thấy là hiện nay nó đã vượt qua các cái vùng khác và đứng thứ hai của nước ta. Đồng bằng sông Cửu Long thì vươn lên đứng thứ ba. Mặc dù nó đang giảm tỷ trọng thôi nhưng mà nó vẫn đứng thứ ba. Như vậy ba vùng này cộng lại là chiếm khoảng 80% rồi tổng giá trị sản xuất công nghiệp rồi. Nhưng mà chúng ta nhớ còn những câu hỏi liên quan tới 80% là gồm những vùng nào ấy, thì các em chọn đáp án là Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà chúng ta nhớ khi làm bài. Còn nếu họ ra dẫn đầu thì mình chỉ chọn Đông Nam Bộ thôi. Đông Nam Bộ hiện nay dẫn đầu của nước ta. Và vùng thấp nhất sẽ là Tây Nguyên. Tây Nguyên thì hiện nay là có tỷ trọng về giá trị sản xuất công nghiệp là thấp nhất nước ta. Qua các năm thì nó đều thấp nhất. Nhưng mà chúng ta nhớ một cái vùng cao nhất, một vùng thấp nhất khi làm bài. Bây giờ các em thử trả lời một số câu hỏi. Ngành nào sau đây được xác định là ngành công nghiệp trọng điểm? Thì các em đưa vào nhóm chat để trả lời. Công nghiệp trọng điểm thì hôm nay có gồm những ngành nào? Các em trả lời theo nhóm chat. Các bạn có lẽ trả lời nhanh lên một xí. Hơi chậm thì chắc là chưa tỉnh ngủ lắm hả? Như vậy hỏi đây đâu là những ngành công nghiệp trọng điểm thì chúng ta mới ôn bài vừa rồi đúng không? Công nghiệp trọng điểm là gồm những ngành như là gì? Các em là trang 22 ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là năng lượng này. Có năng lượng đúng không? Dệt may, chế biến nước thực phẩm, như vậy là đáp án B đúng không? Đấy. Các em tìm, nếu bạn nào quên thì nhìn trang 22 để gửi cho các em một số ngành ở đây. Ngành công nghiệp trọng điểm thì không có đặc điểm nào. Thì chúng ta đã nhớ ba đặc điểm, đó là A là có hiệu quả cao, có thế mạnh lâu dài, có tác động đến ngành khác. Như vậy A, B, D là thuộc về những cái đặc điểm đúng. Còn lại hỏi không có đặc điểm nào thì mình chọn C. Như vậy chúng ta hiểu bài chỗ này nhá. Đặc điểm C là không có đặc điểm liên quan tới công nghiệp trọng điểm, không phải là đặc điểm. Bây giờ mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về công nghiệp trọng điểm. Chúng ta chỉ cần quan tâm tới hai nhóm ngành lớn thôi, tức là trong cái Atlas có tới ba nhóm thì chúng ta học kỹ hơn về hai nhóm. Đó là nhóm công nghiệp năng lượng, nhóm công nghiệp chế biến từ thực phẩm. Công nghiệp năng lượng thì có hai, thực ra là có ba loại, có ba nhóm ngành, hai nhóm ngành chính, đó là mình sẽ học bài là khai thác nguyên nhiên liệu, sản xuất điện, sản xuất điện. Còn về thì về công nghiệp chế biến nước thực phẩm thì mình nhớ tới sản phẩm chia theo nguồn gốc sản phẩm nha các em. Nguồn gốc thì căn cứ lấy sản phẩm từ ngành trồng trọt, lấy sản phẩm từ ngành chăn nuôi và lấy sản phẩm từ thủy hải sản. Đấy, như vậy người ta hỏi là căn cứ vào đâu để phân chia thành các nhóm ngành công nghiệp chế biến nước thực phẩm, thì các em trả lời là căn cứ vào nguồn gốc của sản phẩm nhá, nguồn gốc sản phẩm.
Còn năng lượng thì chúng ta biết rằng là mối quan hệ giữa khai thác nguyên nhiên liệu và sản xuất điện thì có mối quan hệ với nhau. Bởi vì một số cái hoạt động khai thác này nó sẽ cung cấp nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện, ví dụ như là than hoặc là dầu khí, đúng không? Trong khai thác nguyên nhiên liệu thì Việt Nam mình chủ yếu khai thác than, dầu khí, loại khác thì chưa đáng kể chưa nhiều, nên chúng ta sẽ tập trung về than và dầu thôi, than và dầu khí thôi. Còn điện thì Việt Nam mình cũng có hai loại cơ bản là thủy điện và nhiệt điện, là hai loại chính. Còn cái loại mới hiện nay như là năng lượng mặt trời, gió thì cũng bắt đầu phát triển, tuy nhiên là chưa nhiều. Chúng ta chỉ cần biết thôi, thêm là đa dạng nhiều loại. Nhưng mà hai nguồn chính vậy là thủy điện và nhiệt điện. Như vậy công nghiệp năng lượng thì phân thành hai cái loại như cô phân tích vừa rồi, đúng không? Khai thác nguyên nhiên liệu và sản xuất điện là hai, chia thành hai loại. Trong nguyên nhiên liệu thì có than này, có dầu, có khí đốt, đúng không? Và các loại khác. Loại khác thì có thể là một số loại như là uranium hay là các loại khác, nhưng không đáng kể. Việt Nam mình ít loại hơn. Sản xuất điện thì mình có nguồn chính từ thủy điện, từ nhiệt điện và các loại khác. Về ngành công nghiệp khai thác than thì các em cần nắm được than được ta ở đâu và loại nào cần khai thác. Thì Việt Nam mình có các loại cơ bản như là than anthracite thì còn gọi là than đá. Than này thì có nhiệt lượng rất là cao. Nhiệt lượng cao. Khoảng 6.000 đến 7.000 kilocalo trên 1 kg đấy. Và Việt Nam mình thì chủ yếu hiện nay vẫn là khai thác loại than anthracite thôi. Anthracite là nhớ là than đá, các em hay gọi là than đá đúng không? Và than này thì nhiều nhất ở nước ta là Quảng Ninh. Quảng Ninh không chỉ dẫn đầu Việt Nam mà còn dẫn đầu với Đông Nam Á. Các em cần nhớ đây là thể hiện cái trữ lượng của nó rất là lớn. Trữ lượng của nó là khoảng hơn 3 tỷ tấn. Và các em biết từ thời Pháp là nó đã bắt đầu phát hiện ra cái mỏ than đây. Chúng ta học cái cuộc khai thác thuộc địa của Pháp. Thì nó có liên quan tới lịch sử đấy các em. Khai thác than đấy. Từ thời Pháp là họ đã phát hiện ra mỏ than này. Và họ đã khai thác từ thời Pháp. Và đến nay thì chúng ta tiếp tục là khai thác cái mỏ than này và cái sản lượng nó tăng lên á, thì các em nhớ rằng là khi mà hỏi nguyên nhân vì sao mà sản lượng khai thác than tăng ấy, thì các em cần để ý vào, thứ nhất là mình giải thích vào cái phương tiện khai thác hiện nay là đã hiện đại hơn, đúng không? Thứ hai là gì? Nhu cầu thị trường, có nghĩa là hiện nay than của Việt Nam mình á là cung cấp cho việc xuất khẩu than và cung cấp cho nhà máy nhiệt điện. Còn cái việc luyện kim thì cũng có những không đáng kể nha, hóa chất vân vân, nhu cầu thị trường lớn. Đây là một số hình ảnh về khai thác than đây, các em nhìn ở hình ảnh để thấy rõ được cả cái hoạt động khai thác than. Công nghiệp và khai thác dầu khí thì chúng ta biết rằng là cái hoạt động này chủ yếu tập trung ở thềm lục địa phía Nam. Tôi nhắc lại là thềm lục địa. Như vậy khi người ta hỏi là dầu khí tập trung ở đâu thì các em chú ý cái chữ thềm lục địa. Có là thềm lục địa là một trong các bộ phận của vùng biển nước ta. Đây là nơi bao gồm nó là ở lòng đất dưới đáy biển đấy các em. Lòng đất dưới đáy biển. Đấy. Như vậy lòng đất dưới đáy biển thì ở Việt Nam mình là có chứa dầu mỏ khí đốt. Chứa dầu mỏ khí đốt. Và nhìn trên bản đồ ở trang số 8, nếu như các em học các em không nhớ thì các em lật trang số 8. Các em sẽ thấy rằng là ở trang số 8 này thì các cái mỏ dầu và khí thì tập trung nhiều ở phía Nam, thềm lục địa phía Nam là thuộc cái quản lý của nhiều nhất là của Bà Rịa Vũng Tàu đấy, nó thuộc về Đông Nam Bộ đúng không? Các em nhìn kỹ, trữ lượng của dầu thì vài tỷ tấn, còn trữ lượng của khí thì lên nó rất là nhiều, hàng trăm tỷ mét khối. Như vậy lưu ý là dầu và khí là chúng ta chia thành hai loài nhá, và đơn vị cách tính khác nhau. Trữ lượng dầu thì đơn vị là tỷ tấn, còn khí đốt là hàng trăm tỷ mét khối, đơn vị là mét khối. Và cái mục đích của việc sử dụng dầu và khí cũng có điểm khác nhau, thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Ví dụ như Việt Nam mình thì đa số là xuất khẩu dầu thô. Các em biết là khai thác dầu xong, nếu như mình không đưa vào cho ngành công nghiệp hóa dầu thì mình sẽ bán dầu thô đi đúng không? Và mình lại mua xăng về. Các em biết vì sao mà Việt Nam mình là có nhiều dầu nhưng mà mình lại phải bán dầu thô không? Nó liên quan tới ngành hóa dầu.
Tại vì hóa dầu của nước ta là chỉ mới phát triển trong những năm gần đây, và ngành cái nhà máy đầu tiên đó là nhà máy lọc dầu Dung Quất, thì công suất của nó là tầm khoảng là 6,5 triệu tấn thôi, tức là mỗi năm nó chỉ làm được 6,5 triệu tấn là hóa dầu đó, tạo ra xăng dầu ấy. Nhưng mà cái sản lượng dư thừa mình khai thác nhiều hơn thì mình dư ra, đúng không? Mình dư ra thì mình sẽ xuất khẩu dầu thô. Cho nên các bạn thấy rằng là trong cái nhóm hàng xuất khẩu ấy là mình có xuất khẩu khoáng sản, đúng không? Các bạn thấy mối quan hệ nhá. Có xuất khẩu khoáng sản là dầu thô đấy. À, thì các bạn hiểu vì sao là mình lại bán dầu thô và mình phải mua xăng về. Và giá xăng tăng thì Việt Nam mình cũng ảnh hưởng, đúng không? Còn khi đốt thì chúng ta chủ yếu sử dụng cho mục đích đó là cung cấp cho nhà máy nhiệt điện. À, thì các em nhìn trên bản đồ là các nhà máy nhiệt điện phía Nam thì chủ yếu sử dụng khí đốt, còn các nhà máy nhiệt điện phía Bắc là chủ yếu dùng than. Đây là điểm khác nhau về nguồn nhiên liệu ha. Ngoài ra thì khí đốt người ta còn sử dụng cho sản xuất phân đạm. Ở miền Nam thì nó có hai cái mục đích, đó là sản xuất khí đốt và phân đạm. Bởi vì về vậy cho nên là cái giá trị của những cái vùng ở phía Nam mang lại hiệu quả cao là nhờ cái anh dầu khí này, và nhờ đó là tăng trưởng lên, cung cấp mà nhiều cái, gọi là đóng góp nhiều cái tăng trưởng cho vùng phía Nam, Đông Nam Bộ hoặc là Đồng bằng sông Cửu Long. Và hiện nay Việt Nam mình có hai bể dầu trầm tích lớn nhất nằm trên bản đồ chính là phía Nam luôn, là bể dầu Cửu Long và bể dầu Nam Côn Sơn. Thì các em nhìn vào Atlas thì bể dầu Cửu Long là nó nằm gần ngay Đồng bằng sông Cửu Long. Ví dụ như nó có ở trang số 8 thì các em thấy nó có ký hiệu như là cả cái bể dầu nhỏ hơn, cả cái mỏ nhỏ hơn đang khai thác rồi là Rồng này, Bạch Hổ, Ràng Đông, Hồng Ngọc. Như vậy bốn cái hình thang màu đen là của dầu mỏ, các em nhìn kỹ đi, là nó nằm ở gần Đồng bằng sông Cửu Long, cho nên họ gọi hẳn là bể dầu Cửu Long. Còn nằm ở xa hơn thì các em nhìn cái hình thang màu trắng đang có ký hiệu Lan Đỏ Lan Tây đấy. Lan Đỏ Lan Tây là khí đốt nhá, cho nên là mà chuyên về cái khí đốt thì nó nằm ở Nam Côn Sơn. Nam Côn Sơn thì là phía nam của quần đảo Côn Sơn, trên bản đồ có quần đảo Côn Sơn. Như vậy khi mình làm bài trắc nghiệm mình hay quên thì mình hãy cố gắng nhớ một số cái địa danh nó liên quan tới bể dầu để chúng ta suy luận. Như vậy hai cụm từ này đa số liên quan tới phía nam, bể dầu Cửu Long và bể dầu Nam Côn Sơn. Như vậy chúng ta hiểu chưa? Vừa học mà vừa phải nhớ kiến thức mà chúng ta liên quan tới địa danh nữa. Và nhớ luôn là nước ta bắt đầu khai thác dầu từ năm 1986. Thực ra là chúng ta khai thác dầu mỏ trước và khí đốt sau nha các em. Khí đốt thì mãi tới những năm 90 trở đi là mới bắt đầu khai thác khí đốt. Nhưng mà các em thấy con số này có quan hệ gì 1986 thì chúng ta nhớ sự kiện năm này là Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới, đúng không? Như vậy công cuộc đổi mới nước ta bắt đầu từ năm nào thì khai thác dầu mỏ sẽ bắt đầu từ năm đó. Nhưng mà chúng ta nhớ mối quan hệ nhá. Và từ lúc khai thác đến nay thì sản lượng của dầu thì nó tăng. Tuy nhiên để vào là tùy theo người ta cho thời gian năm nào. Ví dụ như từ năm 86 đến năm 2005 thì nó lại tăng liên tục. Tuy nhiên sau đó thì nó lại có sự giảm rồi lại tăng lại. Nhưng tùy theo cái năm họ cho ra đề thì mình sẽ phân tích kỹ hơn nhé. Khí đốt thì khai thác ở Nam Côn Sơn, từ Lan Đỏ Lan Tây vừa rồi mình nói rồi đúng không? Và cung cấp cho nhà máy sản xuất điện như là Phú Mỹ, Cà Mau sản xuất phân đàm nữa. Cho nên họ gọi ghép từ điện đàm chúng ta hiểu đây, sản xuất điện và sản xuất phân đàm từ khí đốt. Và ra đời cái ngành tiếp theo đó chúng ta biết rồi, nhờ cái dầu mỏ khí đốt thì ra đời ngành lọc hóa dầu. Ngành lọc hóa dầu thì hiện nay ra đề là nhà máy đầu tiên thì mình chọn đáp án là Dung Quất. Dung Quất ở Quảng Ngãi là nhà máy đầu tiên. Còn hiện nay thì chúng ta biết thêm một số thông tin là Việt Nam mình đã xây dựng một số nhà máy ở miền Trung mình nha, xuất hiện thêm một nhà máy ở Nghi Sơn, Thanh Hóa, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa. Nhà máy lọc dầu ở Bà Rịa Vũng Tàu, nơi mà có nhiều dầu mỏ nhất Việt Nam mình là Bà Rịa Vũng Tàu, thì cũng đang xây dựng một cái nhà máy lọc dầu nữa. Như vậy về tương lai thì mình sẽ có 3 nhà máy lọc dầu. Như vậy khi mà đưa vào thì nó sẽ
tăng cái hiệu quả lên đúng không? Và chúng ta giảm bớt cái việc phụ thuộc xăng dầu vào nước ngoài. Chúng ta có sẵn các cái nhà máy lọc dầu tại Việt Nam. Đây là hình ảnh khai thác dầu ở trên Biển Đông, người ta phải làm giàn khoan. Các em biết rồi, giàn khoan là để phải có cái giàn khoan này mới khai thác dầu từ cái thềm lục địa được đưa lên. Và người ta vận chuyển nó vào đất liền. Sau đó thì miền Trung mình thì Dung Quất là chúng ta biết là Quảng Ngãi không có dầu mỏ, nhưng mà chúng ta lấy dầu ở trong phía Đông Nam Bộ đưa ra để chúng ta chế biến thôi nhá. Mà cái việc khai thác dầu mỏ này có hiệu quả cao, tuy nhiên lưu ý cái việc vận chuyển và khai thác là có thể gây ô nhiễm môi trường. Gây ô nhiễm môi trường đấy, cho nên đó cũng là cái mặt chưa tốt của việc khai thác dầu khí, dễ tác động tới môi trường, nhất là môi trường biển. Đây là những hình ảnh thể hiện rằng là một cái nhà máy lọc dầu phải xây dựng hiện đại, các em thấy không, vốn đầu tư phải lớn ha. Và có sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài thì mình mới hoàn thành được cái dự án này. Như vậy thì chúng ta đã ôn xong về cái công nghiệp khai thác nguyên nhiên liệu đúng không, và mục đích sử dụng của nó là gì. Bây giờ chúng ta thể tìm hiểu ngành tiếp theo, đó là ngành công nghiệp điện lực. Thì ngành công nghiệp điện lực là sử dụng nguồn nhiên liệu. Khi nào nó từ nhiên liệu thì các em lấy than dầu đấy, than dầu là gọi là nhiên liệu. Còn trữ năng thủy điện là không gọi nhiên liệu nhá, thủy điện không gọi là nhiên liệu đâu, các em cần phân biệt khi làm bài. Thủy điện là lấy dòng chảy từ là nguồn nước đúng không, từ sông. Thì lưu ý rằng là thủy điện thì theo nguyên tắc thì chúng ta hiểu rằng nó thường tập trung ở vùng núi, đồi núi và cao nguyên, thì lúc này cái dòng chảy nó có tốc độ rất là mạnh thì nó tạo ra thủy điện. Năng lượng ngoài ra năng lượng gió mặt trời vân vân thì chúng ta cũng đang tận dụng. Và chúng ta nhìn vào Atlas ở trang 22 thì chúng ta thấy rằng là sản lượng điện của nước ta tăng từ 5,2 tỷ kWh mà lên 52,1 tỷ. Tất nhiên là sản lượng điện hiện nay còn tăng nữa, nhất là nhu cầu chúng ta biết rồi. Nhưng mà các em hay bị bậy chỗ này này. Ví dụ khi làm bài trắc nghiệm ấy thì mình họ sẽ hỏi là tại sao sản lượng điện nước ta lại tăng lên trong những năm gần đây đúng không? Thì các em thường đánh vào hay nghĩ tới cái nhu cầu đúng không? Nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng lên đúng không? Thì các bạn hay chọn nhu cầu, nhưng thực ra đó là câu 7. Tại vì thực ra nhu cầu cũng quan trọng, nhưng mà cả quan trọng hơn là gì? Đó là mình phải cung cấp đủ cho người ta hay không? Thì cái đó chính là mình đã xây dựng được các nhà máy có công suất lớn thì mình mới đáp ứng được nhu cầu cho những người tiêu dùng, cho sản xuất đúng không? Cho nên mình phải đáp án là liên quan tới việc xây dựng các nhà máy có công suất lớn thì đó mới là đáp án đúng. Còn nhu cầu là cái có sau, cái nguyên nhân phụ thôi. Thì là bạn phải để vào nhá. Nó nguyên nhân vì sao lại sản lượng tăng lên là vì nguyên nhân nào? Và khi mà sử dụng điện thì học sinh cũng hay nhầm lẫn chỗ này. Các em hay nghĩ rằng là Việt Nam mình thì chắc là cả cái nhà máy thủy điện thì nó luôn luôn dẫn đầu đúng không? Nhưng mà các em phải bắt chú ý chỗ này một xí này. Giai đoạn trước thì đúng là thủy điện chiếm đa số nhá. Từ năm 91 đến năm 96 khoảng thời gian này về trước ấy, thì lúc này các em biết là trên ở nước ta thường hay nghe tên nhà máy thủy điện Hòa Bình đúng không? Sau đó thì Sơn La mới xây dựng. Sơn La thì sau giờ xây dựng sau này. Thì khi mà Hòa Bình Sơn La xây dựng rồi thì thủy điện nó thường chiếm tỷ trọng rất là lớn. Tuy nhiên khi mà mình lại khai thác nhiệt khí đốt đưa vào ấy, khí đốt ở phía Nam ấy, thì lúc này là cái ngành nhiệt điện nó lại vươn lên dẫn đầu. Các em thấy một quan hệ này. Như vậy từ năm 2005 đến nay thì nhiệt điện nó lại chiếm hơn 70%. Hơn 70%, nghĩa là thủy điện chỉ còn khoảng 30% thôi. Đấy. Cho nên chúng ta phải chú ý về thời gian, hỏi mốc thời gian nào. Và nguyên nhân vì sao? Thì chúng ta nhớ từ 2005 đến nay thì việc xây dựng các nhà máy khí đốt, nhà máy nhiệt điện có công suất lớn từ khí đốt đã làm tăng lên cái sản lượng điện cho nước ta. Em biết nhà máy Phú Mỹ ấy, sản xuất điện Phú Mỹ không? Nó có tới 4 cơ sở là Phú Mỹ 1, 2, 3, 4. Thì riêng cái nhà máy này, cái hệ thống này cộng lại nó đã vượt qua Hòa Bình và Sơn La rồi các em nhé. Bởi vì Hòa Bình Sơn La hiện nay chưa đạt được 4, khoảng là gần 4 triệu thôi. Còn riêng Phú Mỹ đã hơn 4 triệu rồi. Đấy, như vậy chúng ta hiểu tại sao phía Nam hiện nay lại nhiệt điện là chiếm đa số.
Trong nhiệt điện khi làm bài cần lưu ý luôn là nhiệt điện thì sử dụng khí đốt là diesel tô bi khí đấy, là nó chiếm đa số, là chiếm tới 45,6%, 45,6%, có nghĩa là than còn lại tầm có 2 mấy% thôi sử dụng than đấy. Nhưng mà chúng ta nhớ chưa, phân tích cái chỗ mà nguồn sử dụng từ đâu, loại nào chiếm đa số thì chỉ để ý vào khi làm bài. Ngoài ra thì chúng ta biết là có một cái đường dây mà người ta ra đề trắc nghiệm, đó là đường dây siêu cao áp. Thì đường dây này là bắt đầu từ Hòa Bình đi tới Phú Lâm của thành phố Hồ Chí Minh. Thì đường dây này là dài tầm là 1448 km. Và các em biết đường dây này chính là nó đã xây dựng từ lâu rồi, từ những năm 90 ấy. Lúc này là thành phố Hồ Chí Minh còn chưa sử dụng khí đốt nhiều, cho nên nhu cầu điện cực kỳ là quan trọng cho phía Nam. Thì đường dây này lại đi qua các tỉnh miền Trung nha các em. Các tỉnh miền Trung mình đều được thừa hưởng điện từ cái nguồn cái đường dây này. Cho nên Bắc Trung Bộ hay là Duyên Hải Nam Trung Bộ thì các em nhớ là chúng ta đang sử dụng điện từ cái đường dây này cả. Đấy, rất là quan trọng nhá. Đường dây này đi từ Bắc vào Nam đấy. Có phần phát triển kinh tế xã hội cho các vùng của nước ta. Đây là một số nhà máy thủy điện thì các em nắm hiện nay là Sơn La là nhà máy dẫn đầu, tới sông Đà, rồi đứng thứ hai là Hòa Bình vân vân. Thì các em nhìn Atlas trang 22 có ký hiệu. Trong Atlas thì ghi nhà máy Sơn La này là họ có ghi là đang xây dựng, nhưng thực ra là đó số liệu cũ rồi, các em phải cập nhật luôn. Sơn La hiện nay hoạt động đã từ lâu rồi và hiện nay dẫn đầu nước ta là Sơn La. Đây là một số cái nguồn năng lượng họ đang sử dụng, như là năng lượng gió từ Bạc Liêu. Các em biết Bạc Liêu là một tỉnh ở phía Nam đúng không, ở đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay mạnh về năng lượng, họ phát triển về năng lượng gió. Còn đây là hình ảnh về đường dây siêu cao áp 500 kV, nó đi qua các vùng núi của nước ta, liên tục trải dài từ Bắc vào Nam đấy các em thấy không? Và để xây dựng được cái công trình này là có ông Võ Văn Kiệt à. Cô nhớ hồi là ông làm thủ tướng rất là mạnh dạn đấy, ông đã quyết tâm làm cho được con đường cái công trình này đấy, và từ đó thì nó thúc đẩy được kinh tế xã hội cho nhiều tỉnh, trong đó có miền Trung ha. Còn đây là hình ảnh về thủy điện Sơn La. Đây là công hình ảnh về nhà máy lớn nhất Việt Nam. Còn cái hình ảnh trên này là nhà máy thủy điện Gia Ly là Tây Nguyên. Chúng ta biết là hiện nay nó đang đứng thứ tư của nước ta đấy, nhưng mà nó dẫn đầu Tây Nguyên là thủy điện Gia Ly, công suất lớn nhất Tây Nguyên. Rồi, như vậy chúng ta đã biết một số cái hình ảnh về thủy điện và năng lượng gió. Về nhiệt điện thì chúng ta phân biệt chỗ này một tí. Miền Bắc là sử dụng nhiên liệu là than, chủ yếu là than từ Quảng Ninh. Miền Nam thì chủ yếu sử dụng dầu và khí, trong đó khí chiếm đa số. Đây là hình ảnh nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ ở Bà Rịa Vũng Tàu. Các nhà máy nhiệt điện lớn thì chúng ta phân biệt chỗ này là sử dụng than hay khí khi làm bài nhá. Ví dụ như Phú Mỹ là sử dụng khí đốt, Bà Rịa sử dụng khí đốt, Hiệp Phước, Thủ Đức là hai cái địa danh của thành phố Hồ Chí Minh là sử dụng dầu, Cà Mau sử dụng khí. Còn lại phía Bắc em thấy sử dụng than cả, phía Bắc sử dụng than. Trong đó Phà Lại thì có Phà Lại 1-2 cộng lại thì nó hơn 1.000, thấy ngôi sao to hơn. Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, đây là ngành công nghiệp trọng điểm và có cơ cấu đa dạng. Thì cái này các em quan sát ở trang 22 Atlas, cùng có các ngành xây sát, đường mía vân vân là lại từ trồng trọt đúng không, hoặc là quan sát sơ đồ trong sách giáo khoa. Sữa thì các sản phẩm chăn nuôi thì lại chủ yếu là sữa và thịt như vậy các em nhớ này. Đây là về chăn nuôi, còn về thủy sản, hải sản thì lấy nước mắm rồi tôm cá vân vân và các loại sản phẩm. Thì cái bảng này trong sách giáo khoa đã ghi sẵn rồi cho nên cô không nhắc lại nhiều. Như vậy đây là nhóm ngành lưu ý khi làm bài. Đây là cái nhóm ngành mà sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, bởi vì nước ta là được sản xuất có ngành nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo đúng không, đi lên từ nước nông nghiệp mà, cho nên là sản phẩm mình rất là đa dạng. Rồi có những cái loài cây công nghiệp nổi tiếng như là cà phê vân vân, thì các em thấy chủ yếu là nguyên liệu tại chỗ.
Như vậy khi làm bài thì giải thích là tại sao ngành công nghiệp này lại phát triển mạnh, nhớ là có nguồn nguyên liệu tại chỗ và mình lại có cả cái nguồn nguyên liệu nhiều loại thì gọi là đa dạng. Sau đó thì mình mới giải thích là yếu tố thị trường là yếu tố tiếp theo, có là dân số đông thì nhu cầu tiêu thụ lớn đấy ha. Thì cái này chúng ta không nói gì để nữa mất thời gian rồi đúng không, mình sẽ nói sơ sơ thôi. Đây là một số hình ảnh về hoạt động về khai thác chế biến hải sản, thủy sản, nước mắm này, thành nước mắm đúng không, rồi sản xuất bia đúng không, là các cái đô thị lớn nó sản xuất bia nhiều, cung cấp cho đô thị, rồi sản xuất bánh kẹo vân vân. Đây là những cái mặt hàng thể hiện sự đa dạng của ngành cả công nghiệp chế biến nước thực phẩm. Khi giải thích về sản phẩm, họ hỏi từng cái ngành nhỏ thì các em nhìn trên bản đồ thôi rất là dễ. Ví dụ ở Tây Nguyên thì có ngành chế biến cà phê đúng không, hoặc là chè. Còn ở đồng bằng sông Cửu Long thì phải có thủy hải sản vân vân, thì các em nhớ liên quan tới nguyên liệu đấy, nguyên liệu tại đó thì có cái gì thì họ phát triển theo cái ngành đó đúng hướng đúng không. Còn nếu họ ra thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì các em giải thích yếu tố thị trường là chính vì ở đó là dân số đông, thì khi làm bài cần linh hoạt nhá, rất là dễ thôi. Như vậy chúng ta trả lời câu hỏi số 1. Nhân tố chủ yếu nào sau đây làm cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có công nghiệp chế biến sữa? Đây cô mới nói xong đúng không? Công nghiệp chế biến sữa là liên quan tới yếu tố nào các em? À, yếu tố thị trường đúng không? Như vậy là hai cái thành phố lớn này thì ngành công nghiệp chế biến phát triển mạnh là yếu tố thị trường được quyết định. Yeah. Yếu tố chủ yếu nào sau đây làm cho công nghiệp nước thực phẩm ta có sự đa dạng thì các em cần giải thích. Vừa rồi chúng ta phân tích rồi. Cụm từ nào quan trọng hơn? Đó là nguồn gì? Nguyên liệu tại chỗ, phong phú và đa dạng. Đấy. Như vậy là khi mình giải thích nguyên nhân chủ yếu nào thì mình chọn nguồn nguyên liệu tại chỗ, phong phú đa dạng. Từ đó làm cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm là đa dạng đúng không? Bây giờ giới thiệu nhanh về tổ chức lãnh thổ công nghiệp, sau đó chúng ta sẽ giải lao một tí, tầm 2-3 phút thôi, 5 phút thôi chúng ta sẽ giải đề. Như vậy chuyên đề này còn bài 28 là các em nhé. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp thì chúng ta học mục số 1 và mục số 3 thôi, mục số 2 giảm tải rồi nhá. Thế cái từ này có vẻ hơi phức tạp nhưng mà mình hiểu đơn giản thế nào. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp phối hợp quá trình sản xuất công nghiệp thôi, trên một lãnh thổ, nhớ chữ lãnh thổ, có nghĩa là có thể lớn nhỏ. Ví dụ như ở Đà Nẵng mình đi, các em hiểu Đà Nẵng mình là một ví dụ. Đà Nẵng mình là một cái phạm vi lớn, người ta gọi là trung tâm công nghiệp đúng không? Thì hẳn là quy mô lớn, còn trong đó thì có khu công nghiệp này, khu nghiệp là quy mô nhỏ hơn. Rồi, hoặc là điểm công nghiệp đúng không? À, thì chúng ta hiểu là sự sắp xếp, phối hợp các quá trình sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định. Lãnh thổ này có thể là ở quy mô lớn, nhỏ, vừa. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở các cái hình thức cụ thể. Và thứ hai là quan trọng nhất là gì các em? Là trong cái quá trình sản xuất đó thì phải sử dụng hợp lý các nguồn lực. Ví dụ như nguồn lực tự nhiên hay là nguồn lực kinh tế xã hội như là dân cư lao động, đường lối chính sách, cơ sở vật chất kỹ thuật, vân vân. Thì cái đó gọi là các nguồn lực nhá. Và mục đích cuối cùng là phải đạt hiệu quả cao. Về có 3 cụm từ này, cao về cái gì? Kinh tế, xã hội và môi trường. Có nghĩa là kinh tế thì làm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, xã hội thì phải giải quyết được việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, và môi trường là không ảnh hưởng xấu tới môi trường. Tại vì công nghiệp chúng ta biết rồi là một cái lĩnh vực gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nhiều nhất đúng không? Cho nên họ phải đặt ra mục tiêu là kinh tế, xã hội và môi trường, hay còn gọi là phải phát triển một cách bền vững đúng không? Mình nghe cái từ bền vững thì mình hiểu như thế, là phải đạt được 3 cái mục tiêu cơ bản. Như vậy làm gì thì làm đúng không? Sản xuất thế nào thì cũng được nhưng mà phải đảm bảo được 3 mục tiêu. Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu đơn 4 hình thức của Việt Nam mình hiện nay. Hình 4 hình thức cơ bản là gì? Một là điểm công nghiệp. Điểm thì nghe từ điểm là biết là đây là hình thức nhỏ nhất rồi của em. Nhỏ nhất đúng không? Nó chỉ 1 đến 2 xí nghiệp thôi. Ví dụ như kém ở Cập Lệ mình á, thì biết ngay nhà máy dệt Hòa Thò đúng không?
Dệt Hòa Thọ chính là một cái điểm công nghiệp thôi, hẳn chỉ là một đến hai xí nghiệp liên kết nhau trong cái phạm vi nhỏ, và nó gắn liền với vùng dân cư, có thể gắn liền với vùng dân cư nha các em. Nó ở ngay cả cái vùng dân cư của chúng ta đây đúng không? Đó là một ví dụ này. Hắn từ 1 đến 2 xí nghiệp thôi. Hắn nằm gần các khu dân cư, thấy trên cái ví dụ đấy chưa? Cô đã đưa ví dụ để các em chị hiểu rõ. Và trên bản đồ thì nó thường có một cái điểm chấm nhỏ nhá. Đây là cái mô phỏng lên trên bản đồ đây. Thì các em nhìn lên bản đồ thì thấy rằng là ví dụ Đà Nẵng mình á thì các em không thấy rõ, tại vì nó bao hàm nhiều ngành trong đó rồi. Còn các em nhìn lên Tây Bắc Tây Nguyên thì các em sẽ thấy cả cái điểm công nghiệp rất là rõ, bởi vì ở đây là nó tập trung rất là phân tán rời rạc, mình dễ phát hiện. Còn các cái thành phố lớn, các trung tâm lớn thì nó dày đặc rồi, cho nên người ta không thể hiện cái hình này rõ. Các em nhìn thấy chưa, một cái chấm nhỏ trên cái bản đồ thì cái đó gọi là điểm công nghiệp đấy ha. Rồi, như vậy hiểu về điểm công nghiệp sơ sơ rồi đúng không? À, chúng ta nắm kiến thức để khi làm bài thôi. Câu hỏi này thì cũng có ra đề trắc nghiệm thì mình nắm được 4 cái hình thức. Nó phân bố gần nguồn nguyên nhiên liệu hoặc là gần cả cái vùng tiêu thụ, có người dân cư, có dân cư, có khu dân cư. Tuy nhiên giữa các xí nghiệp này thì giữa các điểm công nghiệp này thì ít khi có mối liên hệ với nhau. Giữa các điểm công nghiệp nha các em. Nhưng mà điểm công nghiệp thì nó là một hình thức đơn giản nhất. À, hình thức quan trọng thì trên bản đồ cũng như cô phân tích vừa rồi ấy, các em nhìn vào cả cái trung tâm lớn thì ít thấy cái điểm công nghiệp đúng không, nhưng mà nhìn lên Tây Nguyên thì các em thấy rất là nhiều điểm công nghiệp, hoặc là Tây Bắc, các cái điểm chấm thế này, các cái ký hiệu ngành như thế này là họ phát triển điểm công nghiệp đây. Như vậy khi họ ra đề là các điểm công nghiệp đơn lẻ, các cái điểm công nghiệp đơn lẻ thì phân bố ở đâu thì các em nhớ là nó phân bố ở các tỉnh miền núi Tây Bắc Tây Nguyên. À, đây là các cái điểm công nghiệp đơn lẻ. Đây là một số hình ảnh về các cái điểm công nghiệp thôi. Khu công nghiệp thì hiện nay có đặc điểm gì? Khu công nghiệp thì chúng ta biết hiện nay là nó như ở Đà Nẵng mình có vài khu công nghiệp rồi đúng không? Thì mình nhớ đặc điểm làm bài khi phân biệt về điểm công nghiệp này, nó có ranh giới địa lý xác định, vị trí của nó phải thuận lợi. Quan trọng nhất là vị trí, khu công nghiệp phải có vị trí thuận lợi. Rồi, nó chuyên sản xuất cả ngành công nghiệp. Chuyên sản xuất cả ngành công nghiệp. Công nghiệp là nhớ là ngành chính, khu công nghiệp thì chuyên ngành công nghiệp thôi, còn các cái dịch vụ khác chỉ là hỗ trợ thôi. Các em lưu ý chỗ này. À, không có dân cư sinh sống, lưu ý chỗ này, không có dân cư sinh sống bên trong. Ví dụ các em nhìn trên cái bản đồ đây, khu công nghiệp là ký hiệu trong cái hình này. Nó phân bố rất là quan trọng là gần cả cái vị trí quan trọng như là gần được quốc lộ 1 hay là gần cảng, cảng rồi gần các tuyến đường quan trọng. À, đấy, nhưng mà các em thấy chưa? Nhưng mà khi làm bài là cái yếu tố quan trọng mà ảnh hưởng tới khu công nghiệp thì mình phải chọn là vị trí. À, vị trí rất là quan trọng nha các em. Thì hiện nay khu công nghiệp nước ta là phát triển từ những năm 90, nói về tình hình này, phát triển từ những năm 90. Thì các em biết những năm 90 là thực hiện sau đổi mới đúng không? Đây là những năm sau đổi mới rồi, vì đổi mới mình là 1986. Thì năm 90 là, nhớ thời gian là những năm 90. Thứ hai, hiện nay mình có tới 150 khu công nghiệp. Cả nước mình đã có 150 khu công nghiệp, thì trong đó khoảng là 90 đã đi vào hoạt động. Còn lại là đang trong cái thời gian là giải phóng mặt bằng hoặc là đang kêu gọi vốn đầu tư. Đấy. Khu công nghiệp thì nó có tên gọi khác là khu chế xuất, khu công nghệ cao. Đấy, nó có thể có nhiều tên gọi. Và về phân bố này, có một đặc điểm cô lưu ý phía trên này nữa là cô chưa nói được ở đây, đó là khu công nghiệp nước ta là nhớ là do ai thành lập đúng không? Thì mình nhớ là do chính phủ thành lập. Đây là điểm đặc biệt nhé. Khu công nghiệp là do chính phủ thành lập hoặc là các cơ quan do chính phủ ủy quyền thành lập. Đó là một điểm cần lưu ý thêm.
Về phân bố này, về phân bố thì các em nhìn trên bản đồ á, là mình suy luận luôn, là rất là dễ. Nơi nào phát triển mạnh về công nghiệp thì nơi đó sẽ có khu công nghiệp nhiều. Ví dụ Đông Nam Bộ, đúng không? Hiện nay là dẫn đầu nước ta về giá trị sản xuất công nghiệp. Thì ở đây á, là cũng là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta. Đây. Đứng thứ mà trong đó thì tập trung về 4 tỉnh, ở Đông Nam Bộ có 6 tỉnh thành nhé các em. Thì tập trung về 4 cái tỉnh thành, đó là thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, Bình Dương. Bình Dương thì chúng ta biết là có Thủ Dầu Một đúng không? Là trung tâm của anh ta đấy. À, rồi Đồng Nai, Đồng Nai là có Biên Hòa, là nổi tiếng, là thành phố, là trung tâm công nghiệp của Đồng Nai. Rồi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là có trung tâm công nghiệp Vũng Tàu. Đấy. Như vậy đây là 4 tỉnh thành mà có trung tâm công, có khu công nghiệp nhiều nhất của nước ta, khu công nghiệp nhiều nhất. Đường thứ hai là đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng là có số lượng khu công nghiệp lớn thứ hai, tập trung nhiều ở Hà Nội và Hải Phòng. Đấy, chúng ta nhớ hai cái thành phố lớn ở đồng bằng sông Hồng. Và ngoài ra thì các khu công nghiệp nằm rải rác ở các tỉnh ven biển miền Trung. Ven biển miền Trung thì chúng ta biết là có nhiều cái ở đây là do có vị trí thuận lợi, cho nên là các cái nhà đầu tư họ đầu tư vào đây. À, nhưng mà chúng ta hiểu vì sao lại duyên hải miền Trung mình lại được hình thành được các cái khu công nghiệp. Như vậy cô đã giải thích một số cái nguyên nhân vì sao khu công nghiệp lại tập trung ở các cái vùng này. Thứ nhất là do vị trí thuận lợi, thứ hai là cơ sở vật chất tốt, thứ ba là có lao động có trình độ cao, đúng không, vân vân. Đây là khu chế xuất Tân Thuần. Khu chế xuất Tân Thuần là chuyên về xuất khẩu đấy các em, là nó ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì Đà Nẵng mình thì không có khu chế xuất, mình chỉ có khu công nghiệp thôi, và khu công nghệ cao thì Đà Nẵng mình có, đúng không? À, đây là hình ảnh một số khu công nghiệp để chúng ta biết thêm. Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Linh Trung, Linh Trung ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Dương, khu nghiệp ở Bình Dương, khu công nghiệp Bắc Chu Lai. Chu Lai thì chúng ta Dung Quất là biết ở Quảng Ngãi đúng không? Dung Quất thì Quảng Ngãi nhưng mà Chu Lai là Quảng Nam thôi các em, phân biệt nó nằm gần thôi. Như vậy là khu công nghiệp Bắc Chu Lai thì nó nằm ở thuộc tỉnh Quảng Nam, nhưng nó nằm sát với khu công nghiệp Hỏa Dầu Dung Quất. Đây là khu công nghiệp Dung Quất luôn, nó trùng tên với nhà máy lọc dầu Dung Quất, các em thấy chưa? Như vậy nó mạnh Quảng Ngãi là Dung Quất, Dung Quất là của Quảng Ngãi ha. Như vậy các tỉnh miền Trung mình thì nổi lên các cái nơi phát triển như là Đà Nẵng này, rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi đúng không? Những cái tỉnh mà liên kết với nhau được. Khu công nghệ cao Hòa Lạc thì ở phía Bắc Hà Nội đúng không? Nghe cái từ này rồi, Hòa Lạc ở Hà Nội. Rồi như vậy chúng ta đã hiểu trung tâm công nghiệp thì chúng khu nghiệp rồi, chúng ta hiểu cho cô chỗ này nè. Trong các hình thức hiện nay thì hiệu quả nhất vẫn là khu công nghiệp. Khi nào làm bài cần để vào nhá, khu công nghiệp vì nơi đây là thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Rất là quan trọng. Và thứ hai là có những cái công nghệ mới họ chuyển giao cho chúng ta là cũng nằm ở các khu công nghiệp nhá. Vừa chuyển giao kỹ thuật công nghệ mới đấy, vừa thu hút đầu tư nước ngoài đúng không? Ví dụ như là Hàn Quốc, Singapore, một số cái nước họ đầu tư vào Việt Nam mình nhiều. Trung tâm công nghiệp thì các em liên hệ ngay Đà Nẵng mình là một ví dụ điển hình đúng không? Trung tâm công nghiệp chính là các thành phố lớn. Như vậy nó gắn với đô thị vừa và lớn này, như Đà Nẵng mình này là một trung tâm công nghiệp, hoặc là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh là những trung tâm công nghiệp lớn của nước ta. Thì họ phải gắn với đô thị vừa và lớn. Thứ hai là có vị trí thuận lợi. Trong trung tâm công nghiệp thì bao gồm nhiều khu công nghiệp, nhiều điểm công nghiệp. Đấy, thấy chưa? Nó phải là trung tâm nó sẽ lớn hơn. Lớn hơn, bao gồm nhiều cái khu nghiệp và điểm công nghiệp trong đó. Tuy nhiên thì mỗi cái trung tâm công nghiệp thường có một số ngành quan trọng. Người ta gọi là thể hiện được cái chuyên văn hóa đấy. Ví dụ các em nhìn vào Đà Nẵng mình này, Đà Nẵng mình thì có cái ngành nào là quan trọng thì mình thấy cơ khí đúng không? Không phải là tất cả các ngành mình tập trung được, mà mình chỉ tập trung được vài cái ngành chủ lực thôi.
ví dụ như cơ khí này, dệt, hóa chất hay là điện tử, ngành đóng tàu, ví dụ Đà Nẵng mình là có một số cái ngành chủ lực là như thế đúng không? Các em nhìn vào Atlas để tìm ra các ký hiệu ở đây thì các em sẽ tìm ra được các cái ngành ở đây rất là dễ. Ngoài ra thì có các sự nghiệp khác hỗ trợ, các dịch vụ hỗ trợ cho ngành công nghiệp quan trọng. Như vậy bây giờ về phân công thì trung tâm công nghiệp thì nó sẽ phân cấp theo quốc gia, ý nghĩa quốc gia thì có hai đầu, đó là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Còn ý nghĩa vùng thì có phía Bắc Hải Phòng, miền Trung Đà Nẵng và miền Nam Cần Thơ. Và ý nghĩa địa phương là còn lại thì các em phân biệt khi làm bài. Đây là phân công dựa vào vai trò. Vai trò nha các em, có chữ vai trò, ý nghĩa quốc gia, ý nghĩa vùng và địa phương. Thì cách học bài là ý nghĩa quốc gia vùng thôi, còn là địa phương không cần học, học những cái quan trọng thôi. Còn lại thì chúng ta loại trừ phương án. Việc thứ hai là căn cứ vào giá trị sản xuất. Giá trị là căn cứ vào tiền nhé các em, đúng không? Tiền đóng góp thì bây giờ mình chỉ có một cái rất lớn là ai? Là thành phố Hồ Chí Minh. Lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa, Thủ Dầu Một. Nói chung là phía Bắc có 2, miền Nam có 3, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, còn miền Trung không có. Như vậy căn cứ vào tiền thì chúng ta miền Trung nằm ở mức thứ 3 thôi là Đà Nẵng và một số trung tâm khác. Thì chúng ta khi học bài cần để kỹ chỗ này, dễ nhầm lẫn đúng không? Như vậy căn cứ vào giá trị sản xuất thì Đà Nẵng mình nằm ở mức trung bình. Còn căn cứ vào ý nghĩa, vai trò thì chúng ta có ý nghĩa vùng, Đà Nẵng mình có ý nghĩa vùng. Đó là một số ví dụ liên hệ tới Đà Nẵng. Đây là một số cái trung tâm lớn thì chúng ta có nêu lại. Về vùng công nghiệp thì không gian lớn hơn. Thì hiện nay Việt Nam mình là lưu ý vùng công nghiệp thì có diện tích rộng lớn, có nhiều tỉnh thành trong đó đúng không? Và thể hiện được cái hướng chuyên môn hóa của vùng. Theo quy hoạch nước ta thì có 6 vùng công nghiệp thôi. Thì bây giờ cách học bài của các em là thường mình có tới 7 vùng kinh tế đúng không? Mà công nghiệp chỉ có 6 vùng thôi. Và họ ra đề trắc nghiệm thì em phải nhớ chính xác là vùng 1 là ai, vùng 2 là ai, vùng 3 vân vân. Thì các em phải nắm được chính xác vùng 1 là gồm cái nào. Thì các em thông minh thì em có thể kết hợp vào trang 17 á. Các em sẽ đặt ra trang 17 đi. Cô sẽ bài cách học bài này. Như vậy trang 17 là các em phải có 7 vùng kinh tế thì mình sẽ dùng phương án là tính bù trừ nhau đúng không? Còn có 6 vùng thôi. Thì cái vùng không thay đổi đó là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vùng này là nguyên si, giữ nguyên si này. Các em thấy không có tỉnh nào thành nào thêm vô hết á. Ha. Còn những tỉnh còn lại là những vùng còn lại bị chia ra hết. Ví dụ nha, vùng số 1 thì các em nhìn vào Atlas vẫn là vùng, tên của nó vẫn là vùng Trung Du và miền Bắc Bộ đúng không? Nhưng mà các em thì trừ Quảng Ninh ra. Có là mình phải nhớ vùng số 1 là trừ Quảng Ninh. Tên của nó vẫn là tên cũ nhưng trừ Quảng Ninh. Vùng số 2 là lấy tên đồng bằng sông Hồng là tên ban đầu của nó, cộng thêm tỉnh Quảng Ninh vào, Thanh Nghệ Tĩnh. Thanh Nghệ Tĩnh là 3 tỉnh của miền Trung mình được vào vùng số 2 luôn. Như vậy là vùng số 2 bây giờ là gồm có đồng bằng sông Hồng là 10 tỉnh thành này, cộng thêm Quảng Ninh 11, Thanh Nghệ Tĩnh 3 tỉnh nữa. Đấy, như vậy là tổng là 14. Như vậy bây giờ miền Trung mình đã chia ra rồi, không còn là Bắc Trung Bộ hay Nam Trung Bộ nữa nhá. Các em thấy là Thanh Nghệ Tĩnh là đã được tính vào vùng số 2. Thì mình tính tiếp theo là Quảng Bình đúng không? Các em nhìn trên trang 17 có tỉnh Quảng Bình ấy. Như vậy các em nhìn Atlas rất là dễ thôi, có tên của tỉnh rồi. Quảng Bình chạy liên tục cho đến Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng vân vân. Chạy tới Ninh Thuận, các em tính đến Ninh Thuận các em dừng lại. Như vậy vùng số 3 là sẽ tính liên tục từ Quảng Bình cho đến Ninh Thuận ha, Ninh Thuận. Thế thì miền Trung mình còn một cái tỉnh nữa là Bình Thuận đúng không? Thế Bình Thuận sẽ được tính vào đâu? Thì các em nhìn vô trong vùng số 5 ấy sẽ có xuất hiện cái tên của miền Trung mình, cái tỉnh của miền Trung là Bình Thuận ở đây. Vùng số 4 thì chúng ta nhìn lên vùng bên tay trái là vùng số 4. Như vậy trong Atlas là vùng số 5 thì bây giờ tính thành vùng số 4. Lùi một vùng rồi, như vậy là Tây Nguyên trừ Lâm Đồng ra. Đông Nam Bộ thì cộng thêm ai? Cộng thêm Lâm Đồng với lại Bình Thuận. Như vậy là có 8 tỉnh thành đấy. Đông Nam Bộ 6 thì cộng 2 là 8. Còn đồng bằng sông Cửu Long thì không thay đổi. Anh ta là có giữ nguyên 13 tỉnh thành. 13 tỉnh thành. Đấy. Như vậy các em đã phân biệt từ vùng số 1 đến vùng số 6. Thì cách học là đi từ Bắc vào Nam. Thì chúng ta bù trừ nhau. Để làm bài khi người ta ra đề về vùng công nghiệp. Nó không phải là vùng kinh tế nha các em. Vùng kinh tế thì có 7 vùng nhưng vùng công nghiệp chỉ có 6 vùng thôi. Cho nên học sinh là dễ, nếu như không học thì sẽ sai.
À, như vậy thời gian cũng không còn nữa thì cô sẽ tranh thủ giải một cái đề cho các em nhé. Các em sẽ lấy cho cô cái bộ đề. Cái này mình bật ở đây được không Phúc? Mình bật bên này mình giải đề cho được không? Các em chờ đi lại cho cô cái đề số cái bộ đề khoa học xã hội á. Chúng ta sẽ giải đề. Bây giờ thời gian còn lại cô tranh thủ giải đề cho các em chuẩn bị đề bộ đề của ban khoa học xã hội nhé. Rồi bây giờ cô hướng dẫn cho các em đề số 2, tại vì hôm trước là cô bài đề số 1 rồi. Nếu bạn nào mà làm rồi thì cô sẽ gửi đáp án lên lại nhá cho từng lớp. Bây giờ chúng ta giải tiếp đề số 2 cho cô. Bây giờ đề số 2 thì cô sẽ vừa giải đề và vừa hướng dẫn đáp án. Cái này là các em là tìm là cái bộ đề tham khảo đây này, cô nhắc lại này, các em tìm là cái bộ đề nằm trong ban khoa học xã hội và chúng ta hôm nay giải môn địa lý thì chúng ta lật theo cái đề của môn địa lý chúng ta giải nhá. Như vậy cô sẽ giải từ đề số 2, còn đề số 1 thì cô sẽ bổ sung đáp án cho các bạn để các bạn sửa lại. Hôm trước thứ năm là cô đã giải đề số 1 rồi. Bây giờ hỏi là nguyên nhân chủ yếu nào làm cho diện tích rừng người ta suy giảm nhanh? Thì mình thấy rằng là nguyên nhân quyết định ở đây là đáp án C, khai thác quá mức, đúng không? Khai thác quá mức chính là cái nguyên nhân mà làm cho diện tích rừng người ta là bị giảm rất là nhanh. Các em chọn đáp án C. Câu 42. Biểu hiện của tình trạng mất cân bằng sinh thái ở nước ta là, thì các em hiểu mất cân bằng sinh thái là gì? Là sự thay đổi đúng không? À, nó không 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 còn như ban đầu nữa thì gọi là mất cân bằng thôi. Thì cái này nằm ở bài 15. Nằm ở bài 15 các em, mất cân bằng sinh thái môi trường đó là sự gia tăng về thiên tai. À, gia tăng về thiên tai. Ví dụ như là bão lũ lụt thì các em thấy tăng lên rồi hạn hán vân vân thì đáp án sẽ là C. C. Như vậy đây là tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường. Đáp án C. Câu 43. Nguyên nhân chủ yếu làm cho sản lượng khai thác thủy sản được ta tăng nhanh. Thì các em nhớ trọng tâm cái chữ là khai thác thủy sản cho cô. Sản lượng khai thác thủy sản đúng không? Khi khai thác thủy sản thì cần có những cái điều kiện nào để khai thác nhanh là tốt? Thì mình biết rằng là quan trọng hiện nay phải là gì các em? Có nghĩa là từ xưa đến nay thì ngư trường đã có nhiều rồi, ngư dân kinh nghiệm cũng có nhiều rồi, nhưng mà để tăng được cái sản lượng này này, tăng nhanh này, tăng nhanh thì mình phải chọn đáp án C, đó là tàu thuyền phương tiện. Tàu thuyền và ngư cụ hiện tại hay gọi là phương tiện đánh bắt ngày càng có nhiều đầu tư vân vân, thì khi làm bài các em chú ý cái chữ này, tàu thuyền là phương tiện đánh bắt vân vân thì đều là được cả, và có thể đổi từ nhà ngữ để chúng ta có thể linh hoạt. Thứ hai là khi người ta bảo là để đẩy mạnh đánh bắt xa bờ thì cần có điều kiện nào thì các em cũng chọn đáp án này,
Bởi vì đánh bắt xa bờ thì cũng cần có những phương tiện hiện đại thì mới đi được xa bờ đúng không? Những tàu thuyền lớn vân vân. Rồi câu 44. Câu 44. Sự phân bố các cơ sở chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta, cái này mới ôn bài xong đúng không? Như vậy lương thực thực phẩm thì chúng ta sẽ chú ý cái gì các em? Lương thực thực phẩm thì chúng ta phân tích đó là phải có nguồn gì? Nguyên liệu là quan trọng nhất, sau đó tới thị trường. À thị trường. Như vậy nhớ cụm từ cho cô là nguyên liệu và thị trường. À, nhưng mà cái nào quan trọng hơn thì mình phải chọn nguyên liệu, cái này sẽ là yếu tố quyết định. À, như vậy đáp án C. Em hiểu chưa? Chúng ta chọn C. Câu 45. Em đọc tiếp đề câu 45. Việc đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng phải gắn liền với gì? Nhớ từ là đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. Cái này là đang hỏi về kiến thức của đồng bằng sông Hồng. Bởi vì chúng ta ra đề môn đề là có kiến thức về ngành, kiến thức về vùng, kiến thức về dân cư đúng không? Kiến thức về tự nhiên. À, cho nên chúng ta phải ôn bài. Các em chủ động ôn bài nhà thì các em phải đọc lại hết cả cái kiến thức về vùng, về ngành. Như vậy chúng ta thấy rằng là ở đồng bằng sông Hồng thì chúng ta biết đây là cái vùng mà có đứng thứ hai của nước ta đúng không? Về sản xuất lương thực thực phẩm đúng không? Sau đồng bằng sông Cửu Long thôi. Thế bây giờ họ hỏi là việc đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp thì phải gắn liền, nhớ từ gắn liền nhá. Muốn đa dạng nông nghiệp chúng ta biết là sản phẩm của nó là dễ bị hư hỏng đúng nha. Ví dụ khai thác mà chúng ta thu hoạch xong mà chúng ta không phơi sấy bảo quản hoặc là chế biến thì nó sẽ hư hỏng đúng nhá. Vậy thì bây giờ mình chỉ còn là đáp án nào thưa các em? D. Phải gắn với công nghiệp chế biến. Em nhớ chưa? Thì tất nhiên là công nghiệp chế biến này là có thể có nhiều cái hình thức để tạo ra sản phẩm cho nó đa dạng hơn. À, như vậy các em thấy nông sản của ta hiện nay là có hướng đi phát triển ngày càng đa dạng. Mà muốn đa dạng thì phải có sự liên kết với ngành chế biến để tạo ra những cái sản phẩm mà nó đáp ứng nhu cầu thị trường đúng không? À, như vậy chúng ta chọn đáp án D. Chúng ta hiểu câu hỏi chưa? Đấy. Khi mình đọc đây là mình phải phân tích câu hỏi và mình phải phân tích giữ tiền đúng không? Để mình tìm ra đáp án đúng. À, bây giờ mình sẽ làm tiếp câu 46. Như vậy 45 là cô nhắc lại là chọn đáp án D. Gắn với công nghiệp chế biến. Câu 46 cũng đang hỏi về một câu về vùng kinh tế vùng đây, thì chúng ta đang hỏi về vùng Bắc Trung Bộ. À, người ta ra đề là vấn đề quan trọng cần chú ý trong việc phát triển ngư nghiệp. À, như vậy hỏi về ngư nghiệp này. Ngư nghiệp thì mình ôn lại cho cô rằng là Bắc Trung Bộ thì nó có thế mạnh về nông lâm ngư đúng không? À, nông lâm ngư thì người ta đang hỏi về ngư nghiệp. Ngư nghiệp thì bây giờ mình sẽ suy nghĩ tới vấn đề nào là quan trọng, quan trọng cần chú ý trong phát triển ngư nghiệp. Chúng ta nói là kiến thức của vùng Bắc Trung Bộ luôn nhé. À, xét về mặt ngư nghiệp hay còn gọi là thủy sản đúng không? Thì Bắc Trung Bộ nó không có nhiều bãi tôm cá lớn, không có nhiều bãi tôm cá lớn nhá. Nó chủ yếu là khai thác gần bờ, rồi tàu thuyền thì công suất nhỏ, lạc hậu. Cho nên là họ chuyển hướng qua là nuôi trồng thủy sản. Hiện nay là họ đang chuyển hướng nuôi trồng thủy sản. Thế bây giờ chúng ta phải chọn đáp án phù hợp ở đây là gì các em? Chỉ có câu B thôi, đúng không? Khai thác hợp lý đi đôi với bảo vệ nguồn lợi hải sản. Khai thác hợp lý có nghĩa là chuyển qua nuôi trồng cũng là một cách đi hợp lý đúng không? Tức là mình sẽ giảm bớt cái việc khai thác quá nhiều trên biển đúng không? À, đấy. Còn nếu mà giảm việc khai thác thì hiện nay cũng khó khăn. Ví dụ Cô An nó chưa đầy đủ. Giảm khai thác nhưng mà vậy vậy thì giảm khai thác phải chuyển qua nuôi trồng chứ đúng không? Thì cô B là sẽ dùng từ hợp lý hơn. Khai thác hợp lý có nghĩa là kết hợp giữa khai thác và nuôi trồng thủy sản. À, đấy. Nhưng mà cô B các em thấy nó hiệu quả, nó sẽ dùng từ ngữ chính xác hơn và đầy đủ hơn. Các em chọn B. Chọn B được chưa? Khai thác hợp lý đi đôi với bảo vệ nguồn lợi hải sản của vùng Bắc Trung Bộ. Câu 47. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em bật trang 4 và trang 5. Thì các em họ đang hỏi là tỉnh nào sau đây của nước ta
giáp với Campuchia trên đất liền và biển. Đây thì các em nhìn vào Atlas. Như vậy các em nhìn cho cô thôi. Tỉnh Kiên Giang. Trong các đáp án thì có Kiên Giang đúng không? Kiên Giang là nó vừa giáp Campuchia và vừa giáp biển, còn An Giang thì nó chỉ giáp trên đất liền thôi. Được chưa? À như vậy à, còn Đồng Tháp cũng vậy, Đồng Tháp là chỉ giáp đất liền thôi. Còn Cà Mau là không giáp Campuchia, cho nên em không được chọn Cà Mau. Vậy thì bây giờ còn lại đáp án cuối cùng là A thôi. Em nhìn cho cô Kiên Giang. Cái tông màu xanh ở đây nhá. Kiên Giang là vừa giáp vịnh Thái Lan. Đây là vịnh mà chung của Việt Nam với các nước đấy. Có cả Campuchia, Thái Lan nữa, phân chia nhau theo quy định. Còn trên đất liền là mình giáp Campuchia đây. Như vậy vừa giáp Campuchia trên đất liền, biển liền và trên biển. Như vậy mình sẽ chọn đáp án là Kiên Giang. Vậy chúng ta hiểu chỗ này rồi đúng không? Như vậy tỉnh Kiên Giang là đáp án trong câu 47. Thì cái này có cùng liên hệ luôn, chúng ta nhìn trên bản đồ này, ví dụ họ hỏi các tỉnh ở phía Bắc này thì cũng có Quảng Ninh này, khi nào ra đề họ sẽ đổi đề, họ sẽ hỏi là cái tỉnh nào của Trung du Bắc Bộ ấy mà vừa giáp Trung Quốc trên đất liền và trên biển, thì các em nhớ Quảng Ninh cho cô luôn. Cô liên hệ các em nhớ luôn, Quảng Ninh là tỉnh duy nhất vừa giáp với Trung Quốc trên đất liền và trên biển đấy chưa. Còn lại thì những tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang thì chỉ giáp Trung Quốc trên đất liền thôi. Cho nên khi làm bài mình cần để ý những cái tỉnh đặc biệt nhá. Quảng Ninh là vừa giáp đất liền vừa giáp biển. Tiếp theo mình sẽ giải câu khác, đó là câu 48. Em đọc đề câu 48 này. Căn cứ vào Atlas trang 10 cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Cả. Các em lật trang số 10 đi, cô hướng dẫn tiếp nhá. Các em lật qua trang số 10. Đây, trang số 10. Để sông ngòi đây đúng không? Bây giờ đầu tiên là mình tìm cho cô sông Cả là nằm ở đâu đúng không? Hệ thống tông màu gì đúng không? Thì các em nhìn vào Atlas này, nhìn vào chú giải đây này. Đấy, như vậy các em nhìn vào cái tông màu xanh đậm chỗ này. Như vậy sông Cả là nằm là có ký hiệu đây, thì mình sẽ nhìn lại nó thuộc về cái vùng mà Nghệ An đúng không? Hà Tĩnh đây đúng không? À đây. Như vậy chúng ta đã xác định được cái vị trí của phạm vi hệ thống sông Cả rồi, thì các em sẽ tìm ra con sông nằm trong đó thôi. Ở đây có cái đáp án là sông gì các em? Sông Cầu, sông Hiếu, sông Đà và sông Thương. Như vậy các em thấy có chữ sông Hiếu ở đây đúng không? Đấy, các em nhìn kỹ sông Hiếu. À, như vậy là sông Hiếu là một con sông thuộc về hệ thống sông sông Cả. Như vậy chúng ta chọn đáp án ở đây là B. Chúng ta hiểu chưa? B. Còn những con sông khác thì các em tùy theo câu hỏi mình sẽ linh hoạt thôi. Ví dụ như sông Đà này, sông Đà thì các em nhìn trên bản đồ này nó thuộc về hệ thống sông Hồng này. Cô nói luôn một số cái con sông khác để các em làm quen sau này gặp đề nhá. Sông Đà thì nó thuộc về cái tông màu xanh nhạt này, gọi là hệ thống sông Hồng. Rồi, hoặc là sông Thương. Sông Thương thì các em lại nhìn qua màu vàng, nó thuộc về bên hệ thống sông Thái Bình. Đấy, sông Thương là nằm bên này nhá. Như vậy mỗi cái con sông là thuộc hệ thống khác nhau đấy, các em thì đọc kỹ. Hoặc là sông Cầu. Sông Cầu và sông Thương thì đều thuộc về hệ thống sông Thái Bình. Rồi, như vậy chúng ta đã xong câu 48. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua câu 49. Căn cứ vào trang 9 Atlas thì cho biết tháng nào sau đây ở trạm khí tượng Sapa có lượng mưa lớn nhất. Thì các bạn sẽ nhìn ở trang số 9 này, các bạn sẽ nhìn về hướng dẫn lại cái chỗ biểu đồ khí hậu một xí nhá. Các em hiểu hiểu cái trạm là sao, cái trạm khí tượng là đây này. Trạm khí tượng là nó sẽ có biểu đồ kết hợp đây, vừa có lượng mưa, vừa có nhiệt độ, thấy chưa? Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu đây là trạm khí tượng. Thế thì trạm khí tượng này là hẳn sẽ nhìn cái đơn vị mm là thì lượng mưa này, nhìn cái đơn vị độ C là nhiệt độ này. Các em thì đọc bài là phải chú ý phân biệt nhá. Khi làm bài. Cái câu hỏi của mình là đang hỏi về lượng mưa đúng không? Đề bài của mình là hỏi về lượng mưa. Thì bây giờ các em không còn không cần nhìn đường màu đỏ thì mình chỉ cần quan tâm tới cột màu xanh thôi ha, màu xanh đấy, các em quan tâm tới màu xanh.
Thì người ta hỏi lượng mưa lớn nhất thì các em phải nhìn vào cái cột cao nhất thôi, đúng không? Cột cao nhất là rơi vào tháng mấy này? Em nhìn trên cột cao nhất ở đây, Sapa. Sapa thì các em cách tính là ở đây họ đã vẽ cho mình đủ 12 tháng. Đủ 12 tháng đúng không? Thì các em sẽ tính nó rơi vào tháng nào thì các em phân vào đáp án đó thôi. Như vậy là các em nhìn vào thì các em thấy Sapa nó rơi vào tháng ở đây là tháng 8. À, các em đếm có thể có hai cách. Một là mình đếm ngược lại là từ tháng 12, tháng 11 đúng không? Từ tháng 10, tháng 9 và quay lại tháng 8. Như vậy là chúng ta sẽ đi đường từ cái tháng 12 lùi lại là nó gần hơn. Còn các em đi từ tháng 1 đến tháng 8 cũng được. Miễn sao đáp án của tụi em phải là tháng 8. Như vậy tháng 8 là ở Sapa là có lượng mưa lớn nhất. Và tương tự thì cô nói luôn Hà Nội cũng có lượng mưa lớn nhất vào tháng 8. Như vậy đây là những cái địa danh mà có lượng mưa lớn nhất vào tháng 8. À, còn Thanh Hóa là rơi vào tháng 9. Các em nhớ thời Thanh Hóa bắt đầu tháng 9. À, còn Đồng Hới là khoảng tháng 10. Tháng 10. Đà Nẵng mình cũng tháng 10, thấy không? Đó là những cái cô ôn luôn để các em nhớ xong là làm bài nhá. Như vậy càng vào miền Trung thì cái thời gian mưa nó lệch dần nghiêng về thu đông. À, có là miền Trung mình là mưa vào tháng 9, tháng 10 là nghiêng về thu đông hơn. Còn phía Bắc là cao điểm là tháng 8 là cái tháng mà có hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới đấy. À, từ tháng 8 đến tháng 10 là nó rơi vào vùng này, có lượng mưa nhiều. Như vậy các em sẽ khoanh vào đáp án là tháng 8 là B. B. Như vậy Sapa là có lượng mưa lớn nhất vào tháng 8. Bây giờ chúng ta giải tiếp câu 50. Căn cứ vào Atlas trang 13, 14, cao nguyên nào sau đây không phải là cao nguyên Ba Gian? Thế bây giờ mình tư duy cho cô nhanh là cao nguyên Ba Gian thì nó thường ở phía Nam, đúng không? Nhớ tới vùng Tây Nguyên đúng không? À, như vậy mình sẽ kiểm tra ở đây thì mình sẽ thấy ngay là khi nào ra đề là cao nguyên Ba Gian thì mình nhớ ngay cho cô ở Trường Sơn Nam. Thế Trường Sơn Nam thì nó sẽ có những cao nguyên gì ở trong đáp án này? Như vậy Kon Tum là có đúng không? Là cao nguyên Ba Gian đúng này. À, Đắk Lắk là cao nguyên Đắk Lắk ở đây đúng không? Thấy là cũng nằm ở Tây Nguyên là cao nguyên Ba Gian. Mơ Nông là cao nguyên đây, chúng ta thấy như vậy có ba cao nguyên nằm ở Trường Sơn Nam rồi thì còn lại Mộc Châu. Em thể khoanh vào đáp án C, Mộc Châu là không phải là cao nguyên Ba Gian. À rồi, như vậy Mộc Châu thì nằm ở đâu? Các em nhìn lên phía Bắc thôi. Những cái địa danh nổi tiếng ở phía Bắc là cao nguyên Mộc Châu, nhớ tới địa danh đây là đây là cao nguyên đá vôi các em nhé. Như vậy phía Bắc là thiên về đặc trưng là đá vôi, Sơn La này, Mộc Châu này, à đấy là những cái cao nguyên nổi tiếng ở phía Bắc. Nó về đá vôi nhiều hơn, còn phía Nam thì đá Ba Gian. Như vậy nếu làm bài nhanh thì các em loại trừ được phương án thôi. Như vậy chúng ta chốt lại câu 50 là chọn Mộc Châu. Mộc Châu. Câu 51. Căn cứ vào trang 17 cho biết tỉnh nào sau đây của vùng duyên hải Nam Trung Bộ có GDP bình quân đầu người từ 15 đến 18. Như vậy mình sẽ là trang 17. Đây, và chúng ta thấy được cái bản đồ rồi đúng không? Đầu tiên là các bạn xác định cho cô là duyên hải Nam Trung Bộ là vùng thứ mấy, số mấy. Thì các bạn nhìn vào cho trong ký hiệu đây này. Đấy, thấy không? Như vậy duyên hải Nam Trung Bộ mình là ở vùng số 4, La Mã. Như vậy tính từ Đà Nẵng, thấy không? Tính từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đấy đi vào cho đến Bình Thuận. Các em nhìn được vùng số 4 rồi đúng không? Đây là có cái đường màu hồng là ranh giới này. Các em cần phân biệt này. Như vậy vùng chúng ta là vùng duyên hải Nam Trung Bộ. À, thế thì vùng này họ hỏi là thu nhập bình quân đầu người. Thế các em bây giờ là nhìn cho cô. Sau khi xác định vùng xong nhá, thì mình lại xác định cái câu hỏi họ hỏi cái gì đúng không? Thu nhập bình quân đầu người thì các em nhìn vào những cái chú giải ở đây các em sẽ thấy này. Hàng sẽ có chia theo nhiều tông màu. Người ta đang hỏi là 15 đến 18 triệu đồng. Thì các em nhìn vào cái tông màu hồng, nó màu hồng nhạt hơn một xíu đúng không? Thì các bạn sẽ dõi theo và các bạn thấy ở đây là có tỉnh gì đây các em? Khánh Hòa. Khánh Hòa là có cái nền màu hồng đây thấy chưa? À, là nó đạt được cái mức tiền là từ 15 đến 18 triệu đồng. Như vậy các em sẽ khoanh vào đáp án là D. D. Rồi, nhưng mà chúng ta đã hiểu về cái xác định về cái thu nhập bình quân rồi đúng không? Còn họ hỏi những cái
Loại khác thì các em cứ nhìn theo tông màu, các em sẽ trả lời đáp án rất là dễ thôi. Chứ ví dụ như bình định hả? Bình định thì các em biết là bao nhiêu? À, bình định thì mình nhìn vào tông màu vàng đấy, đúng không? Từ 12 đến 15 triệu đúng không? 12 đến 15 triệu vân vân. Thì tùy theo câu hỏi mình sẽ linh hoạt. Tiếp theo là câu 52. Câu 52 thì họ hỏi là căn cứ vào trang 18 cho biết vùng nông nghiệp Tây Nguyên, Đông Nam Bộ giống nhau, giống nhau về chuyên môn nó sản xuất vật là nuôi nào. Thì các bạn biết là Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thì chủ yếu giống nhau về cái gì? Hai vùng này thì Tây Nguyên là vùng có nhiều cao nguyên rồi đúng không? Student này, còn Đông Nam Bộ thì anh ta là vùng chuyển tiếp, chuyển tiếp từ vùng núi về, cho nên anh này gọi là bán bình nguyên, bán bình nguyên. Bây giờ mình suy luận là hai vùng này đều nuôi bò cả, có bò, có bò là thì giống nhau. Còn ở Tây Nguyên thì hiện nay cũng đang tận dụng để một số nơi thì có thể nuôi lợn, còn Đông Nam Bộ thì nuôi lợn rất là nhiều, cho nên chỉ có điểm chung duy nhất là nuôi bò nên lợn không là B. B, B là phù hợp. Thì các em biết Đông Nam Bộ nó mạnh về nuôi bò sữa đúng không? Bò sữa nổi tiếng nhất là ở Đồng Nai, có cái thương hiệu nổi sữa Long Thành á, các em biết Long Thành đúng không? Long Thành ở Đồng Nai rất là nổi tiếng. Thì Đông Nam Bộ chủ yếu nuôi bò sữa nhiều hơn, còn Tây Nguyên thì nuôi vừa bò vừa lấy thịt vừa lấy sữa ha. Như vậy chúng ta phân tích thêm một số thông tin để bị điểm giống nhau. Vậy 52 mình chọn B. Câu 53. Căn cứ vào trang 20, tỉnh nào sau đây có sản lượng khai thác, có sản lượng khai thác lớn nhất của vùng duyên hải Nam Trung Bộ? Duyên hải Nam Trung Bộ thì có tỉnh nào lớn nhất đây các em nhìn vô đây. Vừa rồi mình xác định là duyên hải Nam Trung Bộ là tỉnh từ đâu? Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đúng không? Sau khi các em thì xác định được cái vùng nào của là Nam Trung Bộ xong thì các em nhìn vào cái cột sản lượng của nó cao đúng không? Cao thì bây giờ mình phải Bình Thuận là cao nhất đúng không? Như vậy mình sẽ chốt đáp án vào là tỉnh Bình Thuận là có sản lượng khai thác lớn nhất của vùng chúng ta. Như vậy các em sẽ chọn đáp án 53 này thì các em chọn đáp án B, Bình Thuận. Rồi chúng ta hiểu về rằng mình chọn Bình Thuận rồi đúng không? Có nghĩa là nó nằm trong các tỉnh của duyên hải Nam Trung Bộ chỗ này. Các tỉnh của duyên hải Nam Trung Bộ là cao nhất là có Bình Thuận. Còn nếu sẽ theo cả đường thì nó không đạt, Bình Thuận là chỉ đứng thứ tư của chúng ta thôi. Như vậy còn thời gian 5 phút nữa thì cô giải đáp một số câu, các em về nhà làm tiếp thôi nhé. Như vậy chúng ta hiểu Bình Thuận là đáp án nằm trong câu hỏi ở đây. Câu 54, cố gắng là đến câu 60 để các em nghỉ này nhé. Câu 54 thì vừa vào trang 21, họ hỏi là cho biết trung tâm công nghiệp Bỉm Sơn. Bỉm Sơn thì chúng ta biết là thuộc về Thanh Hóa. Đây, các em nhìn vào Bỉm Sơn cho cô. Bỉm Sơn là có chữ màu đen đây, đúng không? Trung tâm công nghiệp màu đen đây, vòng tròn đây, và nó thuộc về tỉnh Thanh Hóa. Như vậy Thanh Hóa có hai trung tâm là Bỉm Sơn với lại tỉnh Thanh Hóa. Riêng Thanh Hóa có hai trung tâm nha các em. Nhìn vào hai vòng tròn. Như vậy đáp án sẽ là C. Hiểu bài chưa? Tiếp tục câu 55. Trung tâm công nghiệp Thanh Hóa không có ngành nào. Thì các em lại nhìn vào cái này vẫn là trang 21 nha các em. Họ đánh sang một xí rồi, các em sẽ lại cho cô chỗ này là trang 21 nha. Căn cứ vào trang 21 thì các em nhìn vô đây, Thanh Hóa. Họ đã hỏi là trung tâm công nghiệp Thanh Hóa thì nhìn vô biểu tượng của chữ màu đen Thanh Hóa thì hẳn sẽ có 3 ngành ở đây rồi đúng không? Màu xanh này là giấy, như vậy C là có. Cơ khí là có đúng không? Chế biến nông sản có, suy ra rằng là sản xuất ô tô là không. Các em vòng vô D. Rất là dễ rồi đúng không? Ô tô hiện nay là ở Thanh Hóa chưa sản xuất ô tô, chưa có ngành này. Rồi câu 56. Căn cứ vào trong 23, quốc lộ nào sau đây không nối trực tiếp với quốc lộ 1 với Lào? Không nối trực tiếp quốc lộ 1 với Lào thì chúng ta nhìn trang 23 nào. Trang 23. Chắc chắn là đường rất là dễ rồi, các em nhìn vô đây này. Đường số 7 này, đường số 7 là từ Nghệ An sang Lào này, có này. Nó đi từ quốc lộ 1 đi theo đường số 7 sang Lào có. Đường số 8,
là từ Hà Tĩnh đi từ đường số 1 cắt ngang được sang Lào đúng không? Cắt ngang theo chiều Đông Tây đó. Đường số 9 từ Quảng Trị, các em nhìn trên bản đồ, Đông Hà là Quảng Trị đó. Theo đường số 1 này cắt ngang sang Lào, như vậy sinh ra đường số 6 là không sang Lào. Đường số 6 là nó chỉ nối từ Hà Nội đi lên vùng Tây Bắc được thôi. Được chưa? Như vậy chúng ta chọn đường số 6. Câu A. 5, 6 các em chọn A thì bài chưa? À, đường số 6 các em chọn A. Rồi, câu 57. Căn cứ vào trang 26. Trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Trung du Bắc Bộ thì có giá trị từ 9 đến 40.000? 9 đến 40.000 thì các em phải nhìn trang số 3 lát nữa thì các em mới biết được đáp án. Bây giờ cô sẽ bài các em nhìn này, trang số có thể nhìn ở đây cũng được, các em nhìn trang 22 để so sánh nhanh hơn. Thì các em sẽ kết hợp giữa trang số 3 đã, các em nhìn vào. Trang số 3 là quy định mức tiền bao nhiêu ấy nha. Đây, các em là trang số 3 đây. Trang số 3 các em nhìn vào cái góc nhỏ nhỏ này nhá, có chữ trung tâm công nghiệp này. Và các em sẽ thấy ở đây có cả cái vòng tròn thềm khác nhau, quy mô khác nhau. Như vậy người ta đang hỏi là 9 đến 40 đúng không? Thì các em nhìn vào vòng tròn ở mức thứ 3 này. Vòng tròn mức thứ 3 thôi nha. Và từ lớn về nhỏ dần nằm ở mức thứ 3 đúng không? Như vậy mình sẽ lật lại trang 21. Mình sẽ thấy ở đây có cái trung tâm nào. Như vậy mức thứ 3 lớn nhất là Hà Nội này. Mình so sánh nhanh này, Hà Nội lớn nhất. Hải Phòng đứng thứ 2. Như vậy vùng tròn thứ 3 phải là Hà Long. Hà Long là đường thứ 3, còn Cẩm Phả đường thứ 4 rồi. Như vậy mình phải chọn đáp án là D. D. Nếu như bạn nào chưa quen á, thì mình cứ nhìn từ lớn về nhỏ để mình tìm ra đáp án dễ. Chứ còn các em không biết nó nằm ở mức bao nhiêu ấy, thì các em không so sánh được giữa các trung tâm với nhau. Các nhìn lại nhìn từ lớn nhất là bao nhiêu, rồi đường thứ 2 bao nhiêu và tìm ra đường thứ 3 ngay. Rất là dễ. Còn các bạn chọn vị trí là sai. Ví dụ trong là bạn có vị trí thì nó nhỏ nhất là dưới 9.000 tỷ đồng thôi. Thái Nguyên là cũng dưới 9.000 tỷ đồng. Cẩm Phả là dưới 9.000 tỷ đồng. Còn lại Hà Long là 9 đến 40. Nhưng mà cô nói các em luôn để phân biệt ba trung tâm còn lại thì nó nằm ở mức tiền bao nhiêu. Được chưa? Rồi, câu tiếp theo, câu 58. Cảng biển Vũng Áng thì chúng ta nhớ Vũng Áng thì thuộc về Hà Tĩnh. B. Vùng Áng là nổi tiếng Hà Tĩnh. Đây chính là cái nơi mà sản xuất công ty thép Formosa nó xả thải vào miền Trung mình khi vụ cách đây mấy năm nhớ không? Làm cho vùng biển miền Trung ô nhiễm đấy. Là nhờ cái địa danh Vùng Áng này nhá. Vùng Áng là nơi có sản xuất liên thép đấy. Nó liên quan tới địa danh Hà Tĩnh. Nhớ là bài luôn. Năm chín thì các em nhìn vào này. Căn cứ vào trang 28, tỉnh nào sau đây chưa có trung tâm công nghiệp? Câu này rất là dễ đúng không? Trang 28 thì các em lật ra trung tâm công nghiệp là cả cái vòng tròn ở đây đúng không? Như vậy Đà Nẵng mình là có, Quảng Nam thì chưa có trung tâm công nghiệp này. Quảng Ngãi là có rồi. Bình Định chưa có. Xin lỗi, Bình Định có rồi này, nguyên nhân là Bình Định này. Phú Yên chưa có, Thanh Hóa có, Ninh Thuận chưa, Bình Thuận là có. Bây giờ mình sẽ dò theo đáp án thì như vậy đây họ sẽ hỏi là Bình Thuận thì mình thấy có rồi đúng không? À, Bình Thuận là mình thấy vừa rồi có này, Bình Thuận là có Phan Thiết này đúng không? Rồi ra trừ đi. Quảng Ngãi là có, các em nhìn lên Quảng Ngãi có vòng tròn có. Bình Định thì có Quy Nhơn đây, cho nên có suy ra Phú Yên. Như vậy các em sẽ vòng vào Phú Yên là đáp án không có, được chưa? Như vậy khi làm bài là mình sẽ chọn loại trừ. Câu cuối cùng nằm trong buổi hôm nay là câu 60 để chúng ta chuẩn bị cho các môn học khác. À, căn cứ Atlas vào trang 29 thì các em đặt trang 29 ở đây rồi đúng không? Rồi 29 thì chúng ta sẽ nhìn vào hỏi là bò được nuôi ở tỉnh nào? Thì các em nhìn vào trang 29, các em sẽ thấy hai tỉnh mà có nuôi ở đây là trang 29 và đang chọn đáp án này sao? Như vậy các em sẽ chọn Cần Thơ.
Cần Thơ với lại Tiền Giang. Như vậy chỗ này là Tiền Giang, câu 13 là Bàn Xoàng, Tiền Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang. Chúng ta sẽ thấy ký hiệu là Tiền Giang đây đúng không? Có hình này. Tiền Giang có. Cần Thơ thì xung quanh đây, nhưng mà cô thấy trong đáp án họ làm nhầm rồi. 62 họ chọn Cần Thơ với Tiền Giang phải là Bạc Liêu. Như vậy riêng cái câu 60 nó bị nhầm lẫn một xí nhá. An Giang là cũng không có. Hậu Giang. Rồi như vậy cái câu 60 này nó bị nhầm đề một xí, các em sẽ làm nhớ và cô sẽ kiểm tra lại sau. Như vậy hôm nay cô giải đến cái câu 60, chúng ta về nhà giải tiếp nhé. Rồi giờ sau chúng ta sẽ đáp. Như vậy các em cố gắng ôn tập để chúng ta không quên kiến thức, và chúc các em ôn tập tốt và giữ sức khỏe. Cái đề này là cô lành ra cho nên nó bị lỗi thôi, để kiểm tra lại câu 6.